Đừng lên tiếng. Lại là ông à? Đêm hôm khuya khoắt thế này, một mình chạy ra đây, ngươi không sợ bị hổ ăn thịt sao? Sư phụ, ta ra ngoài xem thế nào. Hai đứa hãy trốn mau đi. Cẩn thận chân trái. Gần như vậy rồi. Các người bị mù rồi à? Sư phụ à? Phải làm sao đây? Không sao đâu. Đi mau, đi mau đi. Người đấy, cũng nên về nhà đi. Vậy cũng được, vậy hai người cứ ngồi đây nghỉ ngơi trước đi, để ta về, kêu người đến đón hai người. Đợi ta đấy, ta đi đây. Không được đi đâu đấy. Bà đối với hắn ta tình sâu nghĩa nặng, nhưng hắn lại ôm ấp một người vợ khác. Bà nghĩ đây là tình nghĩa hay sao? Ngươi đừng nói với ta thứ tình nghĩa gì đó. Những người gọi là anh hùng hảo hán như các ngươi cũng hiểu thế nào là tình nghĩa hay sao? Ta chỉ biết là ta đã mất chồng, con ta đã mất cha, ta phải trả thù. Đó mới là tình nghĩa của ta. Được thôi, ta sẽ lấy mạng ngươi. Thì ra ngươi hạ độc trong rượu, không ngờ ngươi cũng bị mắc mưu của ta. Ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ. Ngươi vì hắn mà liều mạng, nhưng mà đến tên của ngươi, hắn cũng không nhớ. Ngươi có biết không? Ngươi đừng nhiều lời nữa. Ta sẽ lấy mạng ngươi. Cẩn thận, không cần ngươi lo. Mẹ ơi, Kim ca, đừng lại đây. Mẹ ơi, ta muốn cứu mẹ ta, không thể vào trong, ta phải vào trong đó cứu mẹ. Buông ra, buông ta ra. Ngươi chính là hung thủ, ngươi đã sát hại mẹ ta, ta phải trả thù, ta phải trả thù cho mẹ ta. Báo thù cho mẹ ta, ta sẽ xử hắn. Tiểu Tống, sư phụ, đứng dậy. Qua đó bái kiến võ tổng sư phụ. Còn không mau đi. Võ nhị thúc, xin nhận một lạy của đồ đệ Tống Sĩ Tuấn. Đứng dậy đi, đừng làm như vậy, ta không nhận nổi đâu. Đại ca cứ yên tâm, dưới sự gửi gắm của Tống đại ca, võ tổng nhất định sẽ tận tình chỉ dạy, không dám phụ lòng mong mỏi của đại ca. Được lắm, có những lời này của huynh đệ, ta còn điều gì phải lo lắng nữa. Thôi thì chúng ta từ biệt tại đây, hẹn 5 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau trên giang hồ. Mười năm sau, con đường như thế này, phải đi thế nào đây? Đại đầu trọc, đi nhanh lên nào. Đi cả ngày rồi, vừa mệt vừa đói. Chỉ bằng kiếm một nơi nào đó, nghỉ chân một lát đi. Mau đến đây, để ta đỡ ông. Năm
đưa bình rượu qua đây cho ta uống. Đây. Ngươi có ý gì đây? Ta sẽ đi mua cho ông. Đi nhanh về nhanh. Ta sẽ ở đây đợi. Ông đấy, càng ngày càng lười biếng. Ngươi nói cái gì? Đừng chạy lung tung đấy. Này, ngươi vẫn chưa cầm theo bình rượu này. Trời làm chăn, đất làm giường. Nghỉ một lúc, đúng là vui sướng cả đời người. Mau ra đây, ra đây nào. Cứu mạng với. Cứu mạng đi mà. Đừng nhúc nhích. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng tại phim TV. Ta nói cho người biết, bọn ta là Lương Sơn Hảo Hán. Người ngay không làm chuyện xấu, bọn làm quan các người, làm những chuyện thương thiên hại lý. Bọn ta chỉ thay trời hành đạo thôi. Lấy lại công bằng cho bá tánh, từ bọn tham quan như các người, oan ức quá. Ta làm quan đã nhiều năm, hiện cũng đã về quê. Làm sao có thể có chuyện áp bức dân chúng chứ? Đậu tử, hắn chèn ép bá tánh thế nào, đọc cho hắn nghe đi. Đúng vậy, đọc lên cho hắn nghe. Nghe đây. Tham quan Vương Liên Cử, làm quan 3 năm. Tài sản tham ô tổng cộng 3.500 lượng. Lần này ngươi hết đường chối cãi. Vu khống. Tất cả chỉ là vu khống. Ta hoàn toàn vô tội. Ngươi vô tội sao? Muốn chối cãi à? Anh hùng tha mạng. Hảo hán tha mạng. Anh hùng. Các huynh đệ, lục soát đi. Cứu mạng với. Ở đây này, ngươi mau nhìn đi. Ngươi đã bị bắt tận tay, còn muốn chối cãi nữa sao? Dừng tay. Tráng sĩ cứu mạng, tráng sĩ cứu mạng với. Dừng tay. Có chuyện gì sao? Ban ngày ban mặt, các người dám chặn đường cướp của, thật không coi vương pháp ra gì. Vương pháp là gì? Tiểu Lương Sơn chúng tôi lấy của người giàu chia cho người nghèo, trừng trị tham quan, thay trời hành đạo. Đạo trời tất nhiên quan trọng hơn vương pháp rồi. Đúng vậy, còn nhiều lời với hắn làm gì? Biết sợ thì mau tránh qua một bên, không muốn sống thì cứ đến thử xem. Miệng thì nói là thay trời hành đạo, nhưng lại bắt nạt một ông lão không một tấc sắt trong tay. Tuy rằng các ngươi không lớn hơn ta bao nhiêu, nhưng ta cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi. Thật đáng ghét, đừng không biết tốt xấu. Bọn ta không có thời gian nói chuyện với ngươi, hôm khác rồi nói. Tránh ra. Vậy thì xin thứ lỗi. Ngươi không muốn sống nữa à? Đen, 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 trắng, trắng, trắng. Đen hay trắng nào? Đen thắng hay trắng thắng đây? Xem ra trắng thắng rồi. Mẹ nói không sai chút nào. Bọn con gái không biết phân biệt trắng đen là gì. Lên. Bằng hữu, cẩn thận. Cảm ơn đã cứu giúp. Thế nào hả? Đại. Đại cái gì mà đại? Chỉ có chút ít võ công mà dám gọi là đại à? Cảm ơn tráng sĩ. Kiếp sau lão phù có làm trâu làm ngựa cũng không đền đáp được. Muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn. Hắn đến và đi sao không để lại dấu vết chứ? Ông trời có mắt, cho ta thoát khỏi đám cướp này. Bây giờ tôi muốn xem kết cục của các người sẽ ra sao. Từ nay về sau, xem còn ai chống đối với bổn quan hay không. Tên trộm vô liêm sỉ. Ngươi đừng vui mừng quá sớm. Ý gì đây? Tuy ta thấy chuyện bất bình, ra tay tương trợ, ta chỉ không muốn nhìn thấy người tốt làm hại lẫn nhau. Ta sợ người đó ra tay, làm hại các huynh đệ của ta. Chứ ta không nói đến đây là để cứu ngươi. Các người cùng một bọn với nhau, số bạc này do ngươi làm việc bất chính mà có được, chi bằng ta sẽ giải quyết nó giúp ngươi, trả về chủ nhân của nó. Nếu ngươi muốn lấy lại cũng được thôi. Bảo gia quyến của ngươi đem số bạc này chôn cùng với ngươi. Biết điều thì giao người ra đây. Người của bọn ngươi đến phá sòng bạc của ta, còn đánh huynh đệ của ta. Họ Lục ta đến đây đòi công bằng, như vậy không quá đáng chứ? Ngươi nằm mơ đi. Ai dám động đến gì hồng của ta? Không ngờ ngươi lại tự mình ra đây.
chuyện ta làm tự ta chịu, không liên quan đến người khác. Được lắm, khá khen cho câu, người nào làm thì người đó chịu. Ta sẽ tọa nguyện cho ngươi. Vậy thì cùng ta chơi một ván đi. Lên. Tiểu huynh đệ, không sao chứ? Ngươi có vấn đề gì à? Đừng lại đây. Nhược Nam, không sao chứ? Nhược Nam, không sao chứ? Không sao. Tiểu tử, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Món nợ này, lần sau ta sẽ tính với ngươi. Hôm nay cũng nhờ có công tử giải vây, mong công tử tha thứ cho Nhược Nam. Chuyện cũng đã xong rồi. Cửa Phật là nơi yên tĩnh, không tiện để các cô nương ở lâu. Nếu các cô không bị thương, xin các cô ra về cho. Đứng lại. Ngươi nói cho rõ đi. Chùa này không phải do nhà ngươi mở ra. Ngươi bảo bọn ta đi thì bọn ta đi sao? Cửa Phật thanh tịnh, lẽ nào ngươi không cảm thấy quá mức ồn ào, phá vỡ sự yên tĩnh ở đây sao? Có phải ngươi đang công khai chê bai bọn ta ồn ào không? Nhìn ngươi đường đường có diện mạo là một nam nhân, sao cách nói chuyện lại giống như đàn bà chửi bới ở ngoài chợ vậy? Đừng tưởng vừa rồi ra tay giúp ta thì ngươi có thể tự cao tự đại như vậy. Cho dù không có ngươi, ta cũng không sợ đám người đó đâu. Ngươi phải biết là ta ra tay không phải muốn giúp ngươi. Ta không muốn có người gây sự ở trong chùa, quấy rầy sự yên tĩnh của người khác. Hơn nữa, chuyện của ngươi ta cũng không muốn quan tâm. Được thôi, chúng ta nói lý lẽ đi. Loại người như ngươi, miệng chó không nói ra lời nào tốt đẹp cả, nên mới soi mói những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Ta không có thời gian để đấu khẩu với ngươi, không có việc gì nghiêm túc để làm. Ngươi, hay là ta thay ngươi bẩm báo với sư phụ, nhận ngươi làm đồ đệ, truyền cho ngươi vài kỹ năng. Ngươi, khách quan, quán đóng cửa rồi. Ta biết các người đóng cửa nên mới đến đây. Ý ngươi là sao đây? Khoan đã. Đại ca, ngọn gió nào đưa huynh đến đây vậy? Là cơn lốc xoáy của 10 năm trước đấy. Sao về sớm vậy? Đại phu nói hết cứu rồi. Hắn bị thương khi nào vậy? Có phải là sáng nay không? Đúng vậy. Sao huynh lại biết? Vô ảnh vô tôn quyền, đại ca biết chúng thương gì sao? Xin hãy cứu ngũ đệ một mạng. Theo ta, công lực của người này đã kém đi rất nhiều. Chẳng lẽ hắn đã già đi sao? Người ra tay hình dáng như thế nào? Đó là thằng nhóc cỡ 18-19 tuổi. 18-19 tuổi sao? Phải. Ta nghĩ không phải là hắn. Nhưng mà người này chắc chắn vẫn còn ở đây. Đại ca, cũng chính vì hắn mà ta đến đây. Đã 10 năm ta đã tìm hắn khắp nơi. Hôm nay hắn lại đến đây nộp mạng. Xem ra lần này ta nhất định phải thắng. Đại ca, huynh nói xem người đó rốt cuộc là ai? Hoa Hòa Thượng, Lỗ Chí Thâm. Là ai? Thank you.
để ta làm một ngụm rượu, rồi xử hết các ngươi. Các ngươi đúng là âm hồn dạ quỷ, Lỗ Chí Thâm, hãy nộp mạng đi. Nhiều năm như vậy, vẫn ra sức truy sát ta như vậy. Để hôm nay ta xem các người có bản lĩnh gì. Đại đầu trọc, người lại uống say quá cần câu à, để sau này xem con còn mua rượu cho người uống nữa không? Này, phim được dịch, thuyết minh tỉnh dậy đi. Tại phim TV. Sư phụ à, sư phụ, ông làm sao vậy? Sư phụ ơi, sư phụ, người cố gắng lên, con đưa người tìm đại phu, dù thế nào đi nữa, người cũng phải ráng lên. Cố lên sư phụ. Sư phụ, người ráng lên nha. Ráng lên, sắp đến chợ rồi. Sư phụ, con cõng người, con cũng vậy. Sư phụ, vừa mệt vừa khát, có thể tìm chỗ nào nghỉ được không? Con đỡ người. Người ráng lên, không được xảy ra chuyện đó. Chút nữa là đến rồi. Sư phụ, người cố lên, cố chịu một chút. Sư phụ, ráng lên, phải ráng lên đó. Tránh ra, đại phu đâu? Nói ta biết, đại phu ở đâu, đại phu đâu? Nói đi. Làm ơn chỉ giúp, đại phu ở đâu vậy? Chỉ ta với. Ông ta chảy máu nhiều vậy, đại phu ở đâu? Ông ta ngỏm rồi, ai nói chứ? Sư phụ ta còn sống, vẫn còn sống đó. Các người chỉ giúp ta đi, đều do các người hại chúng ta. Chính các người giở trò. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Ông ta ngỏm không liên quan gì bọn ta cả. Sư phụ ta vẫn còn sống. Vẫn còn sống mà. Mau nói đi. Đại phu ở đâu hả? Đại phu ở bên đó. Mẹ. Kim ca. Đừng qua đây. Sư phụ ơi. Sư phụ. Sư phụ, ngựa bị hoảng rồi kìa. Sư phụ. Sao rồi? Sư phụ. Mau giúp tôi cứu người. Đưa người đến thư viện đi. Được, được rồi. Đại ca, thằng nhóc này làm ầm ĩ như vậy, có cần xử hắn luôn không? Tránh để lại rắc rối. Ta vẫn cần hắn để tìm ra một vật bí mật. Sao chứ? Lấy mạng Lỗ Chí Thâm. Hắn chắc chắn không giữ được bình tĩnh. Nhất định sẽ lộ tẩy. Đại ca, đệ nghe ngóng được một tin, thi thể của tên hòa thượng thối đó vẫn đang nằm ở Hồng Tụ Thư Viện. Hồng Tụ Thư Viện sao? Bà chủ ở đó có phải tên Hồng Lệ không? Nghe nói là tuyệt sắc gia nhân. Đúng là không có gì lọt qua khỏi tai huynh. Không chỉ là tuyệt sắc gia nhân, mà còn có thể nói ai gặp cũng yêu. Đúng là quốc sắc thiên hương. À ta,
cũng to gan lắm, dám chứa chấp tội phạm triều đình. Đại ca muốn bắt hết bọn chúng sao? Phim được dịch, thuyết minh không có lệnh của ta, không được tùy ý hành động. Tha cho thằng nhóc đó, huynh không sợ thả hổ về rừng sao? Đại ca muốn lợi dụng hắn làm mồi nhử, sau đó một lưới tóm gọn bọn người Lương Sơn. Bọn người ở Lương Sơn cũng như rất nhiều chân, phải diệt cỏ tận gốc. Ta nghe nói ở thành Lâm An có một đám nhóc cũng treo cờ hiệu Tiểu Lương Sơn. Đúng vậy, chính là thằng nhóc đã khiêng thi thể của tên hòa thượng thối đó. Ý ta muốn lợi dụng tên hòa thượng thối đó để truy tìm một bí mật cực kỳ quan trọng. Người biết chưa? Đại ca, mấy năm nay huynh vẫn để mắt đến đám người Lương Sơn. Có một tin đồn, không biết huynh đã nghe nói chưa? Là tin đồn gì? Nghe nói kho báu của thủy bạc Lương Sơn một nửa đã bị giấu đi. Từ lúc triều đình chấp nhận hòa giải thì không ai nhắc đến chuyện này nữa. Kho báu đó có một tấm bản đồ. Bí mật mà đại ca vừa nói có phải là... Ta cũng từng nghe qua chuyện này. Giang hồ đồn đại cũng chỉ là tin gà tin vịt, như chuyện trong sách của tụi con nít thôi. Tin làm gì chứ? Đại ca, nhưng mà ta chỉ truy tìm bọn người của Lương Sơn, còn những chuyện khác không liên quan gì đến ta. Mau chóng tập hợp nhân lực, giám sát Hồng Tụ Thư Viện. Ta tuyệt đối không để cho người thiệt thòi, cũng tuyệt đối không tha cho bọn họ. Lỗ sư phụ, tiểu đồ không có duyên gặp người lúc còn sống, chỉ biết cúi đầu kính lại người. Xin tha tội bất hiếu của tiểu đồ. Lỗ sư phụ, người cứ yên tâm quy thiên. Đại lý bổn sự con sẽ lục tung Lâm An trấn này, dò la khắp nơi để tìm cho ra người sát hại người, lột da của hắn, rút hết xương cốt của hắn. Đại ca, phải làm sao đây? Giờ không phải là lúc trả thù. Chẳng lẽ để lỗ sư phụ ra đi oan ức sao? Tất nhiên không rồi. Trên vai chúng ta là lá cờ Tiểu Lương Sơn, với lại trong lòng chúng ta kính trọng uy danh của Lương Sơn hảo hán, không thể để lỗ sư phụ ra đi oan khuất. Phải, đệ biết đại ca sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà. Khi nào ra tay đây? Đệ biết ai là hung thủ không? Không biết nữa. Vậy đệ muốn tìm ai tính sổ chuyện này? Bây giờ quan trọng nhất là an táng lỗ sư phụ, không thể để ông ấy không nơi yên nghỉ được. Vâng, chuyện này cứ giao cho đệ. Chỉ cần đại ca lên tiếng, Lý đại bổn sự không từng nguy hiểm. Không có động tĩnh gì hết. Sau khi xong việc, chúng ta làm một bữa no nê. Cẩn thận nha. Tạm biệt. Chuột ra khỏi hang rồi, về báo cho ông chủ biết đi. Chờ đã, nhìn kìa, lại có người ra nữa kìa. Tạm biệt. Giờ sao, bám theo ai đây? Về báo cho ông chủ trước. Đại ca, đệ đã dàn xếp hết rồi. Cho dù là một con ruồi bay từ Hồng Tụ Thư Viện ra cũng không thoát khỏi lòng bàn tay chúng ta. Cao gia, Lục gia, có mấy người khiêng lưu rượu chạy ra từ cửa sau Hồng Tụ Thư Viện. Lưu rượu sao? Các người có thấy gì bên trong lưu rượu không? Hình như là thi thể của hòa thượng. Họ chia làm ba đường, mỗi người đi mỗi hướng. Đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Cố tình làm trò, trước sau gì cũng lộ tẩy mà thôi. Phim được dịch, cứ tiếp tục theo dõi. Nếu cần thì xử hết cho ta. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xẻ đôi cánh. Lại đây, nhanh lên, bắt tôi đi. Đợi đã, sao không đến bắt tôi đi? Đừng để hắn chạy, mau đến đây đi. Ta đây này, đến bắt ta đi. Thằng nhóc này có gì đó không ổn. Sao vậy? Nhìn cái lu trên lưng hắn đi. Nếu bên trong có người, ít nhất cũng mấy chục cân, sao có thể chạy nhanh hơn chúng ta chứ? Người nói xem, bên trong lu đó có người không? Mẹ nó, chúng ta trúng kế rồi. Chúng ta rút thôi, rút. Sao chạy hết rồi? Không bắt tôi nữa hả? Khoan đã,
bọn chúng đuổi không kịp. Mau lên thôi. Các vị đại ca, xin cho bọn ta qua đi, để lưu rượu đó lại. Muốn đi đâu thì đi. Đồ trong lưu phiền phức lắm. Bọn ta không đưa được đâu. Đến xem thử xem. Các người vì một lưu phân mà cản đường ta sao? Nếu chỉ là lưu phân thì ngươi chạy làm gì? Ngươi không qua được cặp mắt thần của ta đâu. Để lưu phân lại đây, còn ngươi cút cho ta. Lên. Hồi quá. Hồi quá đi. Tống đại ca, ông ấy là Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm sao? Xem ra, sự ra đi của sư phụ Lỗ không đơn giản chút nào. Có phải hành tung của chúng ta bị lộ ra ngoài không? Gần đây, trong thành có động tĩnh gì không? Chuyện của Lỗ sư phụ dù có liên quan đến triều đình hay không, chúng ta cũng không được tùy tiện hành động, không được để có bất kỳ tổn thất nào. Đệ nghĩ không có gì to tát cả, làm gì phải sợ. Lúc nào cũng trốn chui trốn nhủi như vậy thì sao làm chuyện lớn được chứ? Lúc đầu chúng ta đã nói thế nào, để hành động thành công chúng ta phải nghe Tống đại ca, vậy khác gì rụt rụt cổ chứ? Đỗ Bằng nói không sai, không cần gấp gáp. Bây giờ chúng ta làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng, sớm hay muộn một ngày cũng như nhau thôi. Nhưng phải lấy đại cuộc làm trọng, không thể để sai sót. Lỗ Chí Thâm năm đó tung hoành khắp thiên hạ, võ công cao cường. Mặc dù bây giờ tuổi đã cao, nhưng vẫn là một cao thủ. Lần này triều đình đã phái cao thủ, nếu không, cũng không lấy được mạng ông ấy. Nhưng bất luận thế nào, chúng ta cũng phải cẩn thận, lấy đại cuộc làm trọng. Mọi chuyện xin nghe theo đại ca. Không làm được gì phải không? Ít ra cũng mang được chút mùi vị về. Lần này có thể đùa một phen. Tiếp tục theo dõi Hồng Tụ Thư Viện đi. Ta nghĩ không lâu nữa sẽ có cao thủ xuất hiện đó. Người đại ca nói là Lý Đại Bổn sự sao? Hắn ta chỉ là tép riêu mà thôi. Cao thủ vẫn còn ở phía sau. Ý đại ca muốn nói là tức Hồng Lệ sao? Âm là tức lệ, tức phải có ý khác ở trong lòng. Xem ra, đã đến lúc ta phải đi gặp mỹ nhân của chốn Lâm An này một chuyến rồi. Đại ca, sao lại chơi xỏ đệ chứ? Rõ ràng là một lưu phân, huynh lại nói là xác của Lỗ sư phụ, báo hại đệ phải đánh một trận với hắn. Nếu ta nói với đệ, bên trong không phải là thi thể của sư phụ Lỗ, đệ có đánh chúng không? Tất nhiên là không rồi, cần gì vì một lưu phân mà tốn sức, cho chúng xem không phải xong chuyện sao? Nếu đệ không đánh, thì bọn chúng sẽ nghi ngờ đệ, đúng không? Đúng. Nếu vậy thì không đủ thời gian để an táng Lỗ sư phụ rồi. Lỗ sư phụ được an táng rồi sao? Lúc đệ đánh nhau với chúng, ta đã chôn cất Lỗ sư phụ ở ngoại ô rồi. Còn phải cảm ơn mấy huynh đệ kia nữa. Thì ra là kế điệu hổ ly sơn. Đại ca, đúng là mưu mô hơn người, đệ phục huynh thật đấy. Nhưng thiệt thòi cho huynh đệ rồi. Ta sẽ đền bù cho đệ, đại ca. Có việc gì cần đệ, huynh cứ lên tiếng. Được. Nhưng bây giờ chúng ta phải đi làm một chuyện. Đi thôi. Sao đệ không hỏi ta đi đâu làm gì? Huynh là đại ca, đệ hỏi làm gì chứ? Huynh đệ tốt. Tống Sĩ Tuấn ta có huynh đệ như các ngươi, thật là không sống ngoan uổng chút nào. Đi. Chúng ta phải uống một bữa thật say, không biết trời trăng gì. Đại ca, huynh nói bây giờ chúng ta đi uống rượu à? Không lẽ đi đâu? Chuyện này thì đệ không từ chối đâu. Đi thôi, đi.
Sư phụ, Kim ca, đem nữ nhi Hồng mà sư phụ thích nhất đến đây. Sư phụ, hãy từ từ khoan thai mà uống. Mong sư phụ ở suối vàng biết được. Sư phụ, con có lỗi với người. Kim ca, đừng làm vậy. Đừng cản ta, ta muốn theo sư phụ để ta yên. Người chán sống thì cũng đừng làm thế trước mặt sư phụ, làm mất mặt sư phụ như vậy. Sư phụ, người đối với con ơn trọng như núi, nhưng con lại không lo chu toàn cho người. Không còn mặt mũi gặp người nữa. Dù sư phụ ra đi thế nào cũng không liên quan đến ngươi. Sao lại không liên quan chứ? Nếu hôm đó ta không ra ngoài thì sư phụ cũng không xảy ra chuyện. Sao ta lại ra ngoài làm gì chứ? Sư phụ, sư phụ ơi, đồ nhi đến trễ, đồ nhi bất hiếu, bây giờ mới đến bái lại người. Ngươi còn nhớ miếng lạnh bài này không? Ngươi là ai? Sao ngươi lại biết? Ngươi có nhớ 10 năm trước, trong một cái bẫy, có một đứa bé đã giành lạnh bài với ngươi không? Đây là lạnh bài của Lương Sơn bọn ta mà. Đưa đây. Không, của ta. Ngươi là? Ta họ Tống. Ta chính là đứa bé đó. Tên điên đó đến rồi, đến rồi. Sao lại đánh ta? Ai bảo ngươi nói bậy bạ? Đây là đại ca của bọn ta, không được nói bậy. Lúc đầu là huynh đã nói. Đúng vậy đó. Không được nói bậy. Đó là trước đây. Không biết không có tội. Tóm lại, sau này không được nói nữa. Sao huynh không nói lý lẽ vậy chứ? Kim đại ca, Kim đại ca, ta là người thô lỗ, lúc trước đắc tội với huynh, sau này xin đại ca bỏ qua lỗi lầm này của tiểu đệ. Đừng làm vậy, đứng dậy đi. Huynh đệ với nhau không cần hành lễ như thế. Chờ một chút, Kim đại ca, đứng dậy đi. Còn không mau qua đây tạ lỗi. Mau qua đây, quên ta đã nói gì với các người à? Kim đại ca là đồ đệ của Lỗ sư phụ, lấy lòng còn không kịp nữa. Còn dám chống đối, đúng là có mắt mà không biết Thái Sơn. Còn không qua đây, cẩn thận ta sẽ đá vào mông các ngươi. Vậy nhanh lên đi. Kim đại ca, xin hãy tha thứ cho bọn ta. Mọi người đều là huynh đệ, đừng làm như thế. Mọi người mau đứng dậy đi, nhanh đi. Tục ngữ có câu, không đánh không biết nhau. Nếu các ngươi muốn tạ lỗi thì mau đứng dậy đi. Đúng vậy đó, các ngươi làm như vậy chỉ khiến cho Kim ca huynh đệ đây khó xử hơn thôi. Tống đại ca nói đúng lắm, các ngươi đừng làm vậy. Vậy thì ta cũng sẽ quỳ xuống. Mau đứng dậy đi. Nếu Kim đại ca không so đo nữa, vậy ta cũng không nói nhiều nữa. Ta là Lý Đại Bổn Sự, là con trai của Lý Quỳ. Lại khoe khoang nữa rồi. Đây là Ngộ Mộng, quân sư của ta. Hắn thích ngủ lắm. Đây là Nguyễn Tiểu Nguyên, biết xem tướng, nhưng mà không có đúng lắm. Đây là, để ta tự nói. Kim đại ca, ta là Đậu Tử, thông minh vô đối. Ta tên là Tôn Nhị Lang, bán tranh lang thang, ăn nói sằng bậy. Kim đại ca, đệ có vài lời, không biết có nên nói hay không. Có gì thì nói đi. Nói cái gì mà, bên thì Tống đại ca, bên thì Kim đại ca, nghe thấy rất kỳ lạ. Nói cái gì vậy chứ, dù sao cũng đều là đại ca của chúng ta. Các người đừng gọi ta là đại ca nữa, làm ta nổi hết cả da gà. Tuổi tác của chúng ta cũng bằng nhau, cứ gọi ta là Kim ca đi. Sao mà được chứ, ta không gọi một tiếng đại ca thì trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Đúng vậy đó. Hay là thế này đi, chúng ta sẽ thêm một chữ tiểu, trước hai chữ Kim ca là được rồi. Gọi là tiểu Kim ca thì cũng là đại ca của chúng ta thôi, chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao? Đúng đấy, cái này tốt. Được, được đấy. Tiểu Kim ca, gọi cái gì vậy chứ? Tiểu Kim ca, tiểu Kim ca. Tiểu Kim ca ơi, tiểu Kim ca. Hôm nay lại để ta gặp các ngươi rồi. Thằng nhóc thối tha này, còn một đám chó ghẻ này nữa. Ngươi mắng ai là chó thế? Ai trả lời thì người đó là chó. Các người muốn gì? Đá bóng? Không nhìn thấy sao? Ngươi, ông chủ Lục, hình như ông hơi quá đáng rồi. Huynh đệ của ông vừa đến thì đã không để huynh đệ của bọn ta đá bóng. Các người không nhìn xem bộ dạng của mình đi, ăn mặc rách rưới còn đá bóng nữa à?
Ta còn sợ làm bẩn bóng nữa đấy. Ăn mặc rách dưới thì đã sao? Đá bóng là dựa vào kỹ thuật. Mặc dù quần áo của bọn ta không bằng ngươi, nhưng đá bóng giỏi hơn ngươi nhiều. Nếu như ngươi đến đây gây rối với ta, thì đừng liên lụy huynh đệ của ta. Tên nhóc này giỏi lắm. Ngươi nhớ thì tốt. Món nợ này, chúng ta sẽ từ từ tính. Bớt nhiều lời. Có phải ngươi đến để gây sự không? Ai sợ ai chứ? Ta sợ này. Dừng tay. Bỏ đi. Chúng ta trở về trước. Không cần so đo với bọn họ nữa. Không được. Chuyện gì cũng phải minh bạch rõ ràng. Trên đời này làm gì có chuyện ngang ngược như vậy. Đúng vậy đó. Kẻ nên đi là bọn họ mới đúng. Đi đi, mau đi đi. Các người không biết chữ hay sao? Nhìn tấm bảng kia xem. Trên đó viết gì? Sân đá bóng này dành riêng cho quan phủ, dân thường miễn vào. Tống đại ca, có ý gì thế? Bọn ta ở đây chỉ đá bóng thôi, cũng không làm chuyện gì khác. Lẽ nào vương pháp có quy định ai được đá, ai không được đá sao? Đúng vậy. Vậy thì bây giờ sẽ quy định, muốn ở đây đá bóng thì phải ghi danh trước, sau đó tham gia trận đấu của triều đình. Các ngươi làm được không? Thì bây giờ bọn ta ghi danh không được sao? Đúng đó, không phải sao? Đùa đấy à? Chỉ có mấy người các ngươi thôi cũng muốn tham gia thi đấu à? Không nhìn lại bản thân mình xem có bộ dạng như thế nào. Đúng là đang làm nhục môn bóng đá mà. Đến cả bóng còn không muốn bị các người đá nữa. Nói cái gì đó, nói lại xem nào. Nếu như quan phủ đã quy định, chúng ta tạm thời chịu đựng đi. Nhưng bọn họ nói chuyện quá hống hách, không thể nào không dạy cho chúng một bài học. Dừng lại, bắp tay nhỏ hơn bắp đùi. Nhịn đi, không được hành động theo cảm tính. Bọn họ có quan phủ làm hậu thuẫn, nếu đánh với chúng, chỉ chút được cơn giận nhất thời mà thôi. Cuối cùng, người chịu thiệt vẫn là chúng ta. Đúng đó, nghe lời hai vị đại ca của chúng ta sẽ đi ghi danh trước. Đúng, đúng đó, bây giờ chúng ta sẽ đi ghi danh, đi thôi. Được đấy, vậy thì cứ đi ghi danh đi. Ta đây còn chờ các người giúp ta luyện tập chân nữa đấy. Còn dám nhiều lời. Cao đại ca, cô ta tên là Tức Hồng Lệ. Ông chủ Lục, hoan nghênh ông đã đến Hồng Tụ thư viện này. Mời ngồi. Tức đại đương gia bận trăm công nghìn việc, đã nhiều lần xin gặp quý nhân nhưng không gặp được. Lục mỗ đành phải tự mình đến đây thôi. Quý nhân thì không dám nhận, còn bận việc quả là có thật. Người không có bản lĩnh như ta đây, dù là việc nhỏ cũng phải mất rất nhiều thời gian. Không giống như ông chủ Lục đây, trong tay ông nắm giữ sòng bạc ngũ phúc, khách ra vào nườm nượp, tiền vô như nước, mà vẫn còn nhiều thời gian để tìm thú vui. Vị quan khách này là họ Cao. Ông chủ Cao, ta không phải thương gia. Cao đại quan nhân, ta trên không có huynh, dưới không có đệ, sao lại phân biệt lớn nhỏ? Cao gia, xưng hô như vậy có được không? Được. Các cô tiếp đãi khách quan như vậy à? Còn không mau rót rượu đi. Không cần, bọn ta không đến đây uống rượu. Ông chủ Lục, ông thật biết nói đùa. Khách đến đây đều vì các mỹ nhân mà say rượu, chỉ cầu một lần say sưa thỏa thích. Lẽ nào khách đến sòng bạc ngũ phúc không phải là đánh bạc hay sao? Cô đừng đánh trống lãng. Tại sao bọn ta đến đây? Chắc trong lòng cô cũng hiểu rõ. Ông chủ Lục à, có gì thì cứ nói thẳng. Được thôi, nếu cô thích đơn giản, vậy thì ta sẽ nói đơn giản thôi. Mạng sống của huynh đệ ta suýt chút nữa thì rơi vào tay cô. Cô nghĩ phải giải quyết thế nào đây? Vừa rồi ông chủ Lục luôn miệng nói là đơn giản, nhưng mà ta nghe xong không hiểu gì cả. Huynh đệ của ông có chuyện, sao lại đến Hồng Tụ thư viện của ta tính sổ chứ?
Đừng có giả vờ nữa, các người giữa ban ngày ban mặt chạy đến sòng bạc Ngũ Phúc gây sự, còn ngang nhiên bắt người đi, còn tìm người bên ngoài chùa giúp đỡ, đánh huynh đệ ta suýt nữa thì mất mạng, bây giờ cô tính sao đây? Bên nào thì có món nợ của bên đấy, muốn tính cũng không tính hết được. Một câu thôi, hôm nay hai người đến đây rốt cuộc là muốn làm gì? Hại người thì phải đền mạng, đánh người thì phải tạ lỗi. Bây giờ các người hãy giao tiền đánh người đó ra đây. Vậy ý của hai vị là muốn lật tung chỗ này lên có đúng không? Được thôi, nếu như vậy thì để ta tạo điều kiện cho các ngươi. Bây giờ nơi này sắp đóng cửa rồi, còn phải để cho người ta đến sửa sang lại cho bọn ta nữa. Các ngươi mau đi báo cho binh bộ thượng thư Lâm đại nhân và Hồ đại nhân, và còn hình tổng Châu đại nhân, hình bộ thư lang Lâm đại nhân, thay quần áo rồi hẳn đi, để tránh làm kinh động đến các vị đại nhân, cũng như làm mất đi nhã hứng của ông chủ Lục và bạn của ổng. Hiểu rồi ạ. Phim được dịch, thuyết minh và lồng tiếng. Ngươi đừng đắc ý, ta làm việc gì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người khác. Hồng Tụ thư viện nổi tiếng ở thành Lâm An, cuối cùng ta cũng đã đến rồi. Người đẹp như hoa là Tức Hồng Lệ cũng đã gặp qua rồi. Có thể nói là không uổng công chuyến đi này. Lục lão đệ, ta thấy Tức Đương gia xử sự rất hợp lý, không phải là người chỉ biết lợi dụng. Món nợ này của đệ sẽ có một ngày cô ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho đệ. Ngươi nói có đúng không, Tức Đại Đương gia? Ấm trà vừa rồi cũng xem như là cực phẩm. Chúng ta đi mà không trả tiền, chẳng phải là uống miễn phí hay sao? Một ấm trà bình thường có gì đáng nhắc đến chứ? Dù sao Hồng Tụ thư viện cũng là một nơi làm ăn, sao không trả tiền được chứ? Đa tạ. Nhận lấy. Không được nhận. Hồng Tụ thư viện lại có thể ẩn giấu một cao thủ như vậy? Đã nói từ lâu, thời thế khó khăn, làm ăn khó nhọc, trả một nén vàng cũng phải tốn nhiều công sức như vậy. Cao gia quả nhiên không phải người thường, ra tay cũng không nhẹ chút nào. Hồng Tụ thư viện nổi tiếng từ lâu, sao ta có thể tùy tiện ra tay làm tổn hại danh tiếng được chứ? Huống hồ gì bên cạnh Tức Đương gia còn có một cao thủ như vậy. Dù việc làm ăn có khó khăn đến đâu cũng có thể làm ăn được. Xin hỏi tôn danh quý tánh của các hạ là gì? Lãng tử phiêu bạt bổn vô căn. Ta và ngươi tình cờ gặp nhau, biết danh tánh để làm gì chứ? Nhưng ta cảm thấy ta và các hạ rất có duyên, hình như đã từng gặp nhau và đã từng có qua lại với nhau. Tức Đương gia, tại hạ còn có một người bạn hiện đang ở trong phòng. Ta nghĩ ngươi không chỉ chiếu cố những người sắp rời đi mà làm chậm trễ người khách quý mà ta đưa đến. Tại hạ xin cáo từ. Tống đại ca, nếu đúng như lời huynh nói thì mỗi năm hoàng thượng sẽ tổ chức giải đá bóng một lần, đó chính là cơ hội tốt nhất. Cơ hội càng đến gần thì phải càng cẩn thận. Những ngày này trong thành canh gác nghiêm ngặt, nếu ngang nhiên hành động e là rất nguy hiểm. Nguy hiểm? Cả ngày chúng ta ngủ cũng không được yên, có nguy hiểm thế nào cũng đã trải qua hết rồi. Bao nhiêu năm qua triều đình vẫn ép buộc chúng ta, chuyến này hành động bọn đệ không nghĩ sẽ toàn mạng trở về. Chỉ cần có thể xử được tên đó, bọn ta cũng không tiếc cái mạng này. Muốn làm việc lớn phải có dũng khí lớn, chỉ có dũng khí của một vài người e là không đủ đâu. Cho dù các ngươi có quyết tâm liều mạng, các ngươi có biết không, tính mạng của các ngươi còn quan trọng hơn cả ta nữa. Ta có một kế hoạch đảm bảo sẽ thành công và ít rủi ro hơn. Kế hoạch gì thế? Ta muốn các ngươi trà trộn vào đội bóng của Tiểu Lương Sơn đá bóng. Chúng tôi không đá bóng được đâu. Ta đã nghĩ rất kỹ. Mấy ngày nữa bọn người Tiểu Lương Sơn sẽ đại diện cho Hồng Tụ thư viện tham gia trận đấu bóng đá. Mọi người chỉ xem họ là trò cười mà sẽ không chú ý đến chúng ta. Đó là cơ hội tốt để chúng ta ra tay. Nhưng tên ác tặc đó không biết khi nào mới xuất hiện đây. Kỹ thuật đá bóng của tụi Tiểu Lương Sơn cũng rất khá, muốn vào chung kết thì không thành vấn đề.
Nếu bọn chúng giành được chức vô địch, khi trao giải thưởng, tên ác tặc đó nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, chúng ta thừa nước đục thả câu, thừa thời cơ thủ tiêu hắn. Nếu bọn chúng không vào được chung kết, chẳng phải chúng ta phí công sao? Không có kế hoạch nào có thể nắm chắc phần thắng. Nhưng đường lui của chúng ta thì chỉ có một đường duy nhất, chính là đường xuống suối vàng. Không chừng sẽ có người giúp chúng ta. Cho dù thất bại, vẫn có thể làm lại từ đầu. Tống đại ca, bọn người của Tiểu Lương Sơn có đáng tin không? Trong lòng ta, không có gì đáng tin hay không đáng tin, mà chỉ có dùng được hay không dùng được. Bọn chúng hoàn toàn có thể lợi dụng được, và là những sát thủ rất lợi hại. Linh vị của Tức Hồng Tụ sao? Đó là linh vị của chị gái ta, là mẹ của Nhược Nam sao? Người chắc là chịu đựng nó nhiều rồi. Con nhỏ này từ nhỏ đã bị ta chiều hư rồi. Nếu nó có làm sai chuyện gì, ta thay nó nhận lỗi. Không, không có đâu. Cô ta đối với tại hạ rất tốt, còn chữa bệnh cho tại hạ. Chỉ là ca ca của cô ta thì hơi khó hòa đồng. Ca ca của nó, hai huynh muội họ trông rất giống nhau. Có điều, nhưng đối xử với người khác thì lại khác nhau. Ngươi nói từng gặp ca ca của Nhược Nam, tình cảm giữa hai huynh muội họ có phải tốt lắm không? Hình như tại hạ chưa từng gặp hai huynh muội họ cùng một lúc. Ngay cả sinh nhật của đương gia cũng chỉ có một mình Nhược Nam. Phim được dịch, thuyết minh. Ngươi nói đúng. Hai đứa nó không bao giờ ở cùng nhau. Đã là người thân, sao lại đến nông nỗi này? Bọn họ thật sự không biết trân trọng tình cảm này. Có vẻ ngươi không có người thân bên cạnh rất lâu rồi, phải không? Từ nhỏ đã không có cha, sau đó mẹ cũng bị lửa thiêu chết. Ta đi theo sư phụ, bốn biển là nhà, nương tựa lẫn nhau. Từ lâu tại hạ đã xem ông ấy như người thân. Nhưng khi đến đây, ngay cả người thân duy nhất cũng không còn. Người đến người đi, xưa nay chúng ta không thể quyết định được. Người vẫn nên nhìn thoáng một chút. Sư phụ cũng từng nói vậy, nhưng tại hạ không thể buông bỏ được, thật không nỡ. Bây giờ nhớ lại vẫn đau thắt cả ruột gan. Người biết nghĩ như vậy, thật ra người đã là một người lớn rồi. Sư phụ ngươi ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ cảm thấy an lòng. Trên thế gian này thật sự có cõi trời sao? Phải vậy. Ngươi nhìn xem tượng Quan Âm mà ngươi khắc. Ngươi nói xem, đó là người hay là Phật? Phật sống thì sao? Hay vẫn là một pho tượng gỗ? Thật ra mọi thứ trên thế gian này đều ở trong lòng người. Chỉ là con người lo nghĩ những chuyện ngoài tầm với, còn trách ông trời không công bằng, lấy đi những thứ của họ, mà quên mất những gì mà họ từng có. Nhưng sao tại hạ lại không cảm nhận được nó? Ngươi chạm vào tim của ngươi, nó từng đau chưa? Nếu đau thì ngươi biết nó vẫn ở đó. Đừng sợ, tim mình sẽ đau. Chỉ cần đau qua rồi thì sẽ biết trái tim mình thế nào. Trải qua đau thương rồi sẽ biết. Này đại ca, nhìn kìa, Nhược Nam làm gì vậy? Cô ta bị sao thế? Không biết bị gì luôn. Chân của ta bị chuột rút rồi, mau đến đỡ ta đi. Còn không mau nhanh lên đi, đỡ cô ta đi. Rốt cuộc muội bị gì vậy? Chân của ta bị chuột rút rồi, không thấy hả? Suốt ngày chỉ biết hỏi. Giờ làm sao đây?
Còn không mau đưa ta về nhà, chẳng lẽ ta đứng đây suốt đời luôn hả? Lại bị gì nữa vậy? Ta đi hết nổi rồi. Vậy tính thế nào? Tự lo liệu đi. Này huynh có não không vậy? Có chứ. Vậy huynh làm ơn động não đi. Đã bảo muội đừng đi đá bóng với bọn ta, muội lại không nghe, bây giờ lại ra nông nỗi này. Được rồi, không cần huynh nữa. Huynh vừa lòng chưa? Trời ơi, nhìn huynh kia, thường ngày không sợ trời không sợ đất, giờ phút quan trọng lại biến thành con rùa rụt đầu. Nói gì vậy? Đại ca à, còn không mau nhanh lên đi. Nhanh cái gì chứ? Trời đất ơi, cõng người ta chứ gì nữa. Huynh nhìn kia, vui quá đi. Đẹp thật đó. Huynh xem, có cả diều và lồng đèn kia. Nói nhỏ tiếng chút đi. Nói nhỏ gì chứ, ta nói chuyện lớn tiếng vậy đó. Huynh cảm thấy ôn thì bịt lỗ tai lại là được rồi. Để người ta thấy huynh như vậy, người ta cười huynh đó. Nhìn Lý đại bổn sự cõng cô dâu kia, thôi tiêu đời rồi. Tiếng tăm lừng lẫy của Lý đại bổn sự ta coi như chấm hết. Phía trước có bán đồ ăn kia, huynh mau lên đi. Ta muốn ăn điểm tâm. Về nhà rồi ăn, mọi người ngộ mộng đang đợi chúng ta đó. Không chịu, không chịu đâu. Ta muốn ăn, ta muốn ăn liền à? Ăn ngay bây giờ. Sao mà mềm quá đi. Huynh nhanh chân lên đi. Rồi, được rồi. Muội muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa. Gói lại hết đi. Mau lên nha. Kỳ lạ sao tim đập nhanh thế này. Chân cũng bủn rủn. Bủn rủn hết rồi. Bên đó bán rượu kia. Huynh đi đứng kiểu gì vậy? Huynh nhìn kia. Dừng lại. Sao vậy? Huynh bị ma nhập hả? Ma gì? Ma nhập gì chứ? Huynh nhìn phía trước kia. Nhược Nam, Tống đại ca. Tống đại ca, con nhỏ lắm hả? Y như con nít vậy, để người ta cõng. Không phải đâu, lúc nãy muội đá bóng nên chân bị chuột rút, huynh ấy nhất quyết đòi đưa muội về. Tống đại ca, sư đệ, mặt đỏ hết cả lên, mệt lắm sao? Vâng, mệt dã rời luôn. Tập đá bóng sao rồi? Biết tin được tham gia thi đấu, ai cũng rất hăng hái. Tống đại ca, huynh về Hồng Cụ thư viện hả? Phải thì sao? Chẳng lẽ muốn ta cõng muội à? Đừng phiền Tống đại ca. Để huynh cõng muội. Ta không cần huynh cõng nữa. Chân ta hết chuột rút rồi. Mới đây mà hết chuột rút rồi. Sao kỳ vậy? Cũng chỉ có đệ mới bị muội ấy xoay như trong chóng. Không phải đâu, đệ tiện đường đưa muội ấy về thôi. Huynh còn không đi về nữa, hay là muốn muội cõng huynh về đây? Nhược Nam, thật sự muội không đi nổi sao? Không phải đâu, muội vẫn đi nổi mà. Hôm nay nóng quá đi. Sao lại nóng chứ? Nóng mà. Mặt trời to như vậy, huynh không thấy nóng à? Muội thật sự thấy nóng sao? Chắc do muội tập đá bóng, hăng hái quá. Huynh đợi muội một lát, muội lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Sao lạ vậy ta? Lúc nãy vẫn còn ở đây, giờ lại đâu mất rồi? Không tìm thấy thì bỏ đi. Khẩn trương thế làm gì? Không được đâu, muội phải mất nửa ngày mới làm xong đấy. Nhược Nam, chỉ là một cái khăn tay thôi, đâu cần khẩn trương như vậy. Đại bổn sự à, mau đi tắm đi, nước sắp nguội hết rồi. Đại ca. Này đại ca, huynh không sao chứ? Đại ca, hôm nay huynh ấy bị gì vậy? Có khi nào bị khùng không? Các người mới khùng đó. Trời ơi, hết hồn à. Bình thường huynh rảnh tắm với chúng tôi, nay lại ngồi im thin thít vậy, mặc kệ ta đi. Không lẽ ngày nào cũng rảnh tắm với các người? Hôm nay ta không tắm. Không tắm hả? Thối quá đi. Ta thơm tho lắm.
Các người bị nghẹt mũi hết rồi hả? Gì chứ? Phim được dịch, thuyết minh. Vậy mà bảo mình thơm. Phim TV. Cái này là khăn tay Nhược Nam lén đặt trong áo ta. Vậy là tặng ta rồi. Trên đấy ghi mấy chữ gì vậy nhỉ? Muốn nói thì nói thẳng ra đi. Này Ngộ Mộng, ta nhặt được chiếc khăn tay. Ngươi đọc ta nghe thử xem. Đại ca ơi, huynh quá xem trọng đệ rồi. Mấy cái chữ này có quen biết đệ không? Thì đệ không biết, còn đệ thì không quen biết chúng. Vậy mà còn đòi học làm quân sư. Này qua đây, ngươi đọc giúp ta cái này. Đệ hả? Ngươi bán tranh chữ mà, hàng ngày ngươi thấy nó nhiều mà, không biết đọc hả? Đại ca, đệ bán tranh chữ thì đâu thể nói đệ biết chữ. Ngươi bán tranh chữ mà không biết chữ à? Ta không tin đâu. Đại ca, đệ không dám gạt huynh đâu. Chuyện vô lý trên đời này thì còn nhiều lắm. Đúng là cả đám vô dụng mà. Này đại ca, có chuyện gì vậy? Cái gì vậy? Cho muội xem với. Sao hả? Không sao hết. Xem xong rồi, trả lại huynh này. Trên đó viết mấy chữ gì vậy? Đệ đâu có biết. Không biết. Ngươi không biết vậy dành xem làm gì? Đệ nghĩ chắc là có cô nương nhà nào để mắt đến huynh, thích huynh rồi đó. Các người dám lừa ta. Này Tiểu Ngọc, có thấy Tống đại ca ở đâu không? Không biết đi đâu nữa. Tiểu Ngọc à, ta chưa hỏi xong mà. Tiểu Ngọc, tới ngay. Tiểu Kim ca, Tiểu Kim ca, đệ có việc cần huynh giúp. Chuyện gì? Cái gì đây? Thì ra huynh cũng không biết chữ. Thôi bỏ đi, ta biết chữ mà. Nhưng nó không giống chữ lắm. Không thể nào đâu. Đệ mới nhìn thôi là chóng mặt rồi. Sao không phải là chữ được? Thì ra ta cầm ngược. Đệ nhìn là biết huynh đọc được rồi. Thế nào? Ta thật sự không hiểu. Tiểu Kim ca, huynh đừng có ghẹo đệ nha. Ta thật sự không hiểu mà. Ta nhìn nãy giờ cũng không nhìn ra chữ gì. Cố nhìn lắm thì giống bức tranh hơn. Sao có thể vậy được? Đệ mất cả đêm để vẽ ra hai câu này, vô cùng đau đầu luôn đó. Không giống chữ chút nào hả? Thế này đi, ngươi cứ đưa bản gốc cho ta xem, đừng để mất thời gian nữa. Bản gốc là gì? Thì là bản gốc mà ngươi vẽ ra đấy. Đệ xấu hổ lắm. Nếu không tiện thì bỏ đi. Ta đi đây. Khoan đã, đợi chút. Đệ liều một phen, gặp được cứu tinh rồi. Đệ đưa huynh xem. Mời người thử lên Lăng Yên Các. Thư sinh nào phong Vạn Hộ Hầu? Lăng Yên Các là cái gì? Rồi Vạn Hộ Hầu nữa. Huynh đọc lại lần nữa đi. Mời người thử lên Lăng Yên Các. Thư sinh nào phong Vạn Hộ Hầu? Có phải muốn đệ đến các gì đó rồi làm thư sinh đọc sách không? Nếu làm vậy thà đi chăn trâu còn hơn. Ý nghĩa của bài thơ này làm nam tử hán phải có chí lớn, khích lệ người tự lực tự cường. Chỉ có hai câu không đầu không đuôi vậy mà kêu đệ phải có chí lớn gì chứ? Người ta đem bài thơ này thêu lên chiếc khăn, muốn khách lệ ngươi làm nên việc lớn, sau này còn có nơi nương tựa. Nơi nương tựa sao? Có phải là sẽ thành thân với đệ không? Không nhiều thì ít cũng có ý đó. Thật hả? Tiểu Kim ca, lần này đa tạ huynh nhiều. Tiểu Kim ca, mai đội bóng bọn đệ thi đấu, huynh đi cổ vũ cho đệ đi. Đây là chuyện trọng đại của đệ đấy. Đệ phải phấn đấu vươn lên, không thắng không về. Tiểu Kim ca, huynh nhất định phải đến đó. Còn chuyện gì nữa thì nói luôn đi.
Hồng tụ thư viện quyết thắng. Công thắng không về. Tới rồi kia. Tỷ muội ơi, truyền chút sức cho hắn đi. Này có nghe thấy không? Mỗi ngày sẽ có 2 trận, chia thành 2 trận sáng chiều. Bây giờ tiến hành bốc thăm chia đội. Đội nào thắng sẽ được vào vòng kế tiếp, đội nào thua sẽ bị loại. Trận chung kết sẽ tiến hành vào ngày cuối cùng. Đội nào thắng cuộc sẽ được Hoàng thượng đích thân ban thưởng. Tiếp theo xin mời Tần Thừa Tướng góp lời. Các vị, hôm nay tập hợp đông đủ tại đây là may mắn của Hoàng triều Đại Tống chúng ta, được thái bình thịnh thế, quốc thái dân an. Vào ngày diễn ra chung kết, Hoàng thượng sẽ đích thân đến xem. Hy vọng các đội tham gia sẽ phát huy hết kỹ năng của mình, giành lấy chức vô địch, để người đời có thể nhìn thấy sự cường tráng của Nam Nhi Đại Tống, làm rạng danh đất nước. Nghi thức bốc thăm chính thức bắt đầu. Xin mời các vị đội trưởng. Mệt quá đi mất. Con nhỏ Nhược Nam thiệt tình, thấy chúng ta rảnh quá hay sao, lại bắt chúng ta làm đội cổ vũ. Quả nhiên các cô ở đây. Làm ơn đi mà bảo bối à. Tha cho bọn này đi. Nói các cô biết nha, Tiểu Lương Sơn, đại diện Hồng Tụ Thư Viện chúng ta tham gia đá bóng. Các cô không giúp được gì, ít nhất cũng phải cổ vũ cho bọn họ chứ. Nghĩ thử đi. Đến lúc đó, nếu khách đến đây, đưa ra bảng vô địch cho họ xem. Trên đó viết đội Hồng Tụ Thư Viện, do chính Hoàng thượng ngựa ban. Lúc đó khách cảm thấy vui hơn, lại thưởng thêm vài ba lượng bạc. Người có lợi vẫn là các cô thôi. Bảo bối à, làm ơn tha cho bọn ta đi. Chỉ cần thoải mái một chút, ít đi vài ba lượng bạc cũng không sao. Đúng rồi đó. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi. Nhanh chân lên. Hết sức luôn rồi. Nhược Nam à, các người. Được. Các người không muốn đi, ta cũng không ép các người đi. Nếu đã muốn thoải mái, vậy ta cũng giúp các cô luôn. Tối nay ta sẽ đi nói với dì, tìm thêm vài lão già háo sắc cho các cô hầu hạ. Phải rồi, nghe nói Trương Công Công cũng đến đây rồi. Ta sẽ sắp xếp cho các cô nha. Thế nào hả? Trương Công Công đó háo sắc lắm đó. Muội tha cho bọn ta đi mà. Đừng có làm thế. Thôi vậy đi, bọn ta theo muội đi cổ vũ được không? Được rồi, ồn ào quá, chịu đi cổ vũ là được rồi. Các người đó làm ta nhức hết cả đầu. Đi thôi. Tiểu Kim ca, lại có người tặng khăn cho ngươi à? Tiểu Kim ca, đúng là đi guốc trong bụng đệ mà. Chưa nói mà huynh đã biết rồi. Vậy người ngay thẳng không làm chuyện mờ ám. Lần trước huynh giúp đệ đọc mấy chữ đó, khiến đệ suy nghĩ cả đêm. Người ta có lòng thành, đệ cũng phải đáp lại. Cho nên đệ muốn, cho nên người muốn viết thư hồi âm, phải không? Phải, chính xác luôn. Người muốn viết thế nào hả? Đệ cũng không biết nữa. Đây là lần đầu đệ gặp phải chuyện thế này mà. Thành thật mà nói, bây giờ lòng đệ rối như tơ vò. Rối như tơ vò hả? Vậy ngươi muốn làm sao đây? Huynh qua đây, ngồi xuống đi. Cái này là đệ trộm trong học đường đó. Huynh xem thử chọn được câu nào không? Sách này toàn là mấy bài hay ho không đó. Ngươi cũng khá lắm, nhưng vẫn phải nhờ Kim ca giúp. Huynh xem thử có câu nào thích hợp, cảm động lòng người một chút không?
câu này thì sao? Huynh đọc thử đệ nghe xem. Hiếm hỏi ý nàng hợp lòng ta, nhất định không phụ nghĩa tương tư. Có nghĩa là, cảm ơn tâm ý của cô, ta nhất định trân trọng nó, không phụ tình ý của cô đâu. Thế nào? Hay lắm, lấy câu này đi. Mực đâu? Vật báu dễ tìm, tình sâu khó cầu. Nếu ta là cô nương đó, nhất định không phụ tấm chân tình của ngươi đâu. Hy vọng là như vậy. Chắc là phòng này. Có phải làm chuyện xấu gì đâu. Lại lướt như kẻ trộm vậy. Sợ gì chứ. Mặc dù không phải chuyện xấu, nhưng cũng không thể để người khác biết. Không đúng, Nhược Nam đâu có đọc sách. Bà nội nó, cây côn to ta còn không sợ, cây kim bé xíu mà khiến ta nhức cả mắt. Các ngươi làm gì vậy? Đang giặt đồ đó. Tống đại ca, huynh đến rồi hả? Tống đại ca. Chào huynh, trận đấu cũng sắp đến rồi, nên phải giặt sạch số đồ này, để mấy người mắt trên đọt cây. Khỏi nói bậy nói bạ. Đừng quan tâm mấy chuyện này nữa, kệ chúng đi. Đại ca, tụi này tuy nghèo, nhưng chí lớn lắm, không thể để người ta coi thường được. Giặt sạch số đồ đó thì được sao? Chúng xem chúng ta thế nào thì như thế đó thôi. Gì vậy? Cái gì thế? Áo mới hả? Đẹp quá đi thôi. Áo này huynh tặng cho bọn này hả? Hay lắm. Đẹp quá đi. Đại ca, huynh đúng là vị cứu tinh của tụi đệ mà. Huynh đệ với nhau không cần khách sáo, chỉ là vài lượng bạc thôi. Tuy lần này ta không kề vai sát cánh với bọn đệ, nhưng mặc áo này vào giống như ta bên cạnh các đệ vậy. Chúng ta vốn đá hay hơn bọn chúng. Bây giờ mặc áo này lên, như hổ mọc thêm cánh, thần dũng hơn người. Để xem chúng chịu được bao lâu. Đại ca, huynh cứ yên tâm, lần này bọn đệ sẽ chiến đấu đến cùng, vào thẳng chung kết, cho tên họ Lục biết lợi hại của chúng ta. Quyết tâm. Đúng, có câu này của đệ, huynh yên tâm rồi. Nhưng mà huynh muốn bọn đệ đá thắng, chứ không phải liều mạng đâu. Trong lòng huynh, cho dù 1000 chức vô địch cũng không bằng một mạng của huynh đệ đâu. Đại ca, yên tâm đi, không thôi đâu mà. Các đội khác đều có người dự bị, đề phòng bất chắc. Huynh ở phương Bắc, có quen biết được Biêu huynh đệ. Huynh ấy rất tốt, lại có chút ít võ công. Huynh đã hứa cho huynh ấy vào đội, hy vọng có thể giúp ích được bọn đệ. Nói vậy thì sao chứ? Có vấn đề gì à? Không, không có. Ý đệ không phải như vậy. Bây giờ trong đội đã đủ người rồi, để huynh ấy làm dự bị. Sợ là thiệt cho huynh ấy thôi. Bình thường ta cũng đá cầu, nhưng không được vào đội. Khó khăn lắm mới được gia nhập đội. Học hỏi nhiều điều hơn, mở mang tầm mắt. Vậy là tốt lắm rồi. Nếu huynh không có vấn đề gì, thì cứ làm theo lời Tống đại ca đi. Được lắm. Đàn ông kỵ nhất là lôi thôi. Chúng ta cứ quyết định vậy đi. Mấy huynh cố lên. Cố lên nha. Cố lên. Đá tung lưới đối thủ đi. Cố lên nha. Chúng ta gặp lại nhau rồi. Cao đại nhân, trước sau gì chúng ta cũng phải gặp mặt nhau mà. Không ngờ người tài như các hạ cũng có thời gian đến đây xem đá bóng. Đời người cũng như một cuộc chơi, có lúc thư giãn một chút cũng là chuyện tốt mà. Đợi đã, trước sau gì ta cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Người đến đây chắc chắn có chuyện gì khác. Chuyện gì khác?
Thì không có, chỉ là đại nhân quá đa nghi thôi. Đa nghi vẫn tốt hơn là không nghi ngờ gì cả. Nếu không, chỉ cần một sơ sót nhỏ cũng có thể rơi vào bẫy của người khác. Cao đại nhân nói như vậy, dường như quanh năm phải sống trong nghi ngờ, bị người khác âm thầm hãm hại. Sống như vậy, tại hạ cảm thấy không dễ chịu chút nào. Sống khổ cực như vậy, thà không sống còn tốt hơn. Những chuyện này không cần ngươi quan tâm đến. Mặc dù nhiều người cũng nghĩ giống như ngươi, nhưng đến hôm nay, ngươi thấy đấy, ta vẫn sống rất tốt. Ngược lại là những người có ý tốt kia, tất cả đều trở thành cát bụi và xương trắng. Như vậy chứng tỏ là Cao đại nhân rất có bản lĩnh. Ngươi quá khen. Ta nghĩ bản lĩnh của Tống huynh không nhỏ. Cao đại nhân sao lại biết được họ của ta vậy? Những gì nên biết thì phải biết thôi. Đúng vậy, người muốn đi thì phải đi thôi. Bây giờ tại hạ có việc xin cáo từ. Chúng ta hẹn ngày gặp lại. Cố lên, cố lên nha mấy huynh. Đá thẳng vô lưới đi. Cố lên. Trận đấu kết thúc, Hồng Tụ Thư Viện thắng. Giải tán. Lý Đại Bổn sự bình thường trông rất thô lỗ, lúc đá bóng lại khéo léo nhanh nhẹn như vậy. Đá hay thật. Nhìn tay chân của ngươi đi, còn học người ta đá bóng, ta thấy xấu hổ thay ngươi đó. Khiến Hàn đại ca cười chê rồi, ai là đại ca của ngươi chứ? Hàn đại ca, huynh có chuyện gì không vui sao? Ngươi bớt nói nhảm đi, tiểu đệ có gì đắc tội với huynh không? Sao huynh cứ nổi giận với đệ vậy? Ta bảo ngươi bớt nói nhảm thì ngươi im miệng đi, nghe rõ chưa hả? Ngươi qua đây. Ta muốn người thề với ta. Thề gì chứ? Không được có ý xấu với muội muội của ta. Bỏ ý định đó đi. Không có mà. Còn chối nữa hả? Ngươi mà không đồng ý, ta cho ngươi một trận đấy. Được được, đệ đồng ý là được rồi. Ngươi đồng ý rồi đấy. Ngươi nhận lời thật chứ? Ta thấy ca ca của Nhược Nam cô nương không chỉ đầu óc có vấn đề, mà tính tình còn rất xấu nữa. Không biết chuyện này có nên nói với Nhược Nam không nhỉ? Thật là khó cho ta quá đi. Nói các người biết, các người không xem trận đấu đó, thật đáng tiếc mà. Lý đại ca dẫn được bóng, anh ấy dùng động tác giả lừa qua đối thủ, sau đó lại là một cú huyên ương liên hoàn, đá quả bóng như con rùa vậy, lao thẳng xuống khung thành của đối thủ. Vậy hả? Rồi sao nữa? Kể đi, các vị mua tranh đi. Kể tiếp đi. Sau đó thế nào? Gấp gáp cái gì? Uống chút nước đã. Trong lúc đó, Ngô Mộng có được bóng, như cá chép hóa rồng, đá quả bóng bay lên trời. Kể thì chậm chứ lúc đó nhanh lắm, nhờ có Tôn Nhị Lang ta ở gần đó, dẫn quả bóng qua đối thủ, xuống thẳng khung thành. Quả đó mà không vào thì chơi bời gì nữa. Sao các người làm bẩn tay ta hả? Ta còn làm bẩn tranh của ngươi luôn. Các người muốn phá đám hả? Phải, bọn ta đến đây phá đám đó. Đi thôi. Chân của tôi. Nào, sao vậy? Ngồi xuống. Nấu chút nước đi. Coi chừng đau.
Tô Nhị Lang, nói ta biết ai làm ra chuyện này. Bốn tên đó, không nói không răng liền đánh đệ. Chắc là ngươi lừa gạt ai đó, người ta tìm đến chút giận. Ngươi đắc tội với người ta. Phải không hả? Không phải mà, bọn chúng gây sự trước. Huynh đủ chưa, tránh ra đi, không đi được. Sao nữa? Hắn cắn tay ta. Đại bổn sự, này đại bổn sự. Ngoài kia có đám người đuổi theo muội, may mà muội nhanh chân, nếu không thì thảm rồi. Có lẽ có người muốn phá hoại chí khí và thực lực của chúng ta, thừa cơ hội đá thắng chúng ta. Bọn người đó hình như là thủ hạ của Lục Thiếu Khiêm. Lục Thiếu Khiêm sao? Chuyện này liên quan lớn lắm, muội có nhìn nhầm không vậy? Sao mà sai được, chắc chắn là bọn họ. Không cần nói nhiều nữa, chỉ có tên họ Lục kia mới làm chuyện đê tiện như vậy. Bà nội nó, tên họ Lục kia, Lý đại bổn sự ta sẽ liều mạng với ngươi. Này đại bổn sự, huynh ấy nhất định tìm Lục Thiếu Khiêm trả thù đấy. Không được, chúng ta phải kéo huynh ấy về liền. A Động, huynh ở lại trông coi Nhị Lang, mau lên. Không được vào. Ông chủ, không hay rồi, Lý đại bổn sự, ông thần tài bị đập bể rồi. Gì chứ? Đến đúng lúc lắm. Kêu các huynh đệ chuẩn bị giao chiến, tên thối đó dám đích thân đến đây, ta sẽ cho hắn một bài hào quang đã. Đại ca, huynh ngồi ở đây đi, để đệ đi trị hắn, rồi về uống tiếp với huynh. Ngươi đối đãi bình thường với hắn, đừng động thủ với hắn ta. Ngươi chọc cho hắn nóng lên, không kiềm chế được đánh ngươi trước, những chuyện còn lại cứ để ta lo. Được. Gì vậy, làm gì vậy? Kêu Lục Thiếu Khiêm ra đây. Dừng tay. Lục Thiếu Khiêm, con rùa rụt cổ như ngươi còn dám ra đây hả? Sao thế? Làm gì nóng nảy dữ vậy? Có phải bị người ta chơi khăm? Nên lấy ông thần tài ra chút giận. Phải vậy không hả? Đừng có làm bộ nữa. Ngươi làm gì thì tự ngươi biết. Ta đã làm gì? Tất nhiên là ta biết rồi. Lý Đại, lúc trước ngươi ở sòng bạc của ta, kiếm cũng bộn tiền. Đột nhiên ngươi lại qua cầu rút ván như vậy. Ngươi im miệng đi. Huynh đệ của ta tại sao lại bị thương hả? Ngộ thật đấy, huynh đệ của ngươi bị thương, sao đến đây tìm ta chứ? Đồ thối tha, còn giả vờ giả vịt hả? Ngươi nói ta gây thương tích cho huynh đệ ngươi, có chứng cứ gì không? Đúng đó, có chứng cứ không? Làm những chuyện đê tiện như vậy còn đòi chứng cứ nữa hả? Ngươi còn nhân tính không? Đại bổn sự à, đại bổn sự. Còn có người giúp sức nữa, thì ra muốn đến phá sòng bạc. Hôm nay ngươi không nói cho ra lẽ, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi tưởng ngươi là đại ca thật sao? Huynh đệ của hắn bị thương thì đến đây tìm ta. Sau này vợ hắn có con hoang, lại đến đây tìm ta lấy tiền nuôi dưỡng nữa hả? Tên cặn bã này. Dừng tay, đứng yên. Nếu muốn sống thì đứng yên đó. Lên. Đợi đã. Giữa ban ngày ban mặt, ta cũng muốn nhìn rõ xem có bao nhiêu người coi thường vương pháp. Ngươi là người của Lục Phiến Môn, ngươi cũng có chút kiến thức đấy, cũng chỉ là tay sai của triều đình thôi, ta không sợ đâu. Chán sống thì cứ đến đây, ta xử hắn ta ngay. Ngươi đừng có lo cho ta, xử tên thối tha này đi, đừng liều với bọn chúng. Nếu như quá kích động sẽ hại đến Lý đại bổn sự. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Chúng ta đi tìm Tống đại ca. Chúng ta đi, đi thôi. Đi. Đi mau, mau lên đi. Xin mời ngồi, khách quan muốn dùng gì ạ? Cho một tô mì đi, được rồi có ngay. Ông chủ, cho một tô mì, có ngay, nấu sớm một chút. Cao đại nhân, sao hôm nay đại nhân đến quán mì nhỏ này ăn vậy? Khoảng cách xa như vậy mà cũng nhìn được mặt ta. Mắt của ngươi quả là tinh tường. Thành thật mà nói, tại hạ nhìn thấy cao đại nhân, mới ngồi ở đây chờ ngài. Cao đại nhân có vết sẹo trên mặt khiến người ta khó quên mà. Có lẽ vết sẹo của cao đại nhân là tượng trưng cho phú quý,
Nếu cao hơn một chút thì mất một con mắt. Nếu thấp hơn thì mất đi một bên tai. Nhưng bây giờ lại vừa khớp, không cao lại không thấp. Cho nên Cao đại nhân, tai thính mắt tinh, thăng quan tiến chức đấy. Rốt cuộc người cũng chịu ra mặt tìm Lý đại bổn sự. Bọn ta là huynh đệ. Đúng rồi, nói ra tại hạ phải cảm ơn Cao đại nhân đây. Nghe nói bằng hữu của tại hạ ở sòng bạc Ngũ Phúc bệnh cũ tái phát, tâm trạng kích động, may mà Cao đại nhân ra tay ngăn lại, mới không sinh họa lớn. Nóng hổi đây, mì hồ đồ đến rồi đây, một tô sống, một tô chín, hai vị dùng ngon miệng. Cao đại nhân mời, bữa hôm nay tại hạ mời. Nghe nói ăn xong mì hồ đồ, con người ta sẽ không hồ đồ nữa. Hồ đồ một chút vẫn tốt hơn. Con người ta nếu thông minh quá thì sẽ không sống lâu đâu. Ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện của đại bổn sự. Nếu không, vào thì dễ, mà ra thì khó lắm. Sao ở đây đột nhiên náo nhiệt thế? Xem ra Cao đại nhân không thích sự cô độc. Tô mì hồ đồ còn chưa ăn xong, nhưng các hạ đã hiểu nhiều rồi. Thôi thì bữa hôm nay để ta mời đi. Ông chủ, tính tiền. Cao đại nhân, tại hạ đã giúp đại nhân làm việc thiện, hai tô mì này vẫn nên để tại hạ mời. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Hôm nay có vẻ ta không mời được khách, cũng không kết được bạn. Nhưng mà cùng ăn chung một bàn cũng có thể gọi là có duyên. Có vài lời ta vẫn muốn khuyên ngươi. Tại hạ xin được lắng nghe. Thành Lâm An là hoàng thành, cũng là bảo địa của đương kim thiên tử. Hoàng thượng thích sự yên tĩnh. Nếu như có ai muốn gây sự ở đây, Cao tiểu cầu này tuyệt đối không đứng nhìn, nhất định sẽ điều tra đến cùng. Tại hạ đã nói, Cao đại nhân đây có nhiều tai mắt, từ nhỏ đã phục vụ triều đình, có tin tức gì cũng không thoát khỏi tai của đại nhân mà. Tại hạ chẳng qua chỉ là một dân thường, sinh sống ở Thành Lâm An này, chỉ cầu hai bữa no bụng là đủ lắm rồi. Sau này có làm gì sai, mong Cao đại nhân nhắc nhở nhiều hơn. Ta nhất định sẽ nhắc nhở ngươi. Chi phủ đại nhân tuần ngục, nơi này là cấm địa của đại lao. Hai vị đến đây có việc gì không? Thưa đại nhân, có một chuyện xin được đại nhân chấp thuận ạ. Lần trước đại nhân từ giã đến giờ, sao không thấy đại nhân đến nữa? Công việc bề bộn, bổn quan không có thời gian. Tức đại đương gia muốn gặp bổn quan thì hãy tìm một nơi thuận tiện nào đó. Ở đây không tiện cho lắm. Vậy lát nữa chúng ta sẽ tìm nơi thuận tiện nha. Đại nhân, có một chuyện xin đại nhân giúp cho. Cô cứ nói. Ở đây đang nhốt một người quen của ta. Ta là người bảo lãnh của hắn. Đại bổn sự, hắn có một chứng bệnh lạ lắm. Nếu không uống thuốc kịp thời thì sẽ nguy hiểm lắm. Đại bổn sự, là ai vậy? Là Lý đại bổn sự. Hắn bị bệnh gì vậy? Hắn bị một chứng bệnh rất lạ. Nếu như bị kích động mạnh thì sẽ làm những chuyện bản thân không ngờ tới được, không nhớ ra được. Nghiêm trọng như vậy sao? Rất nghiêm trọng đó. Nếu không xử lý sẽ gây ra thương vong đó. Cho nên ta cố tình mời vị đại phu này đến, để phòng chuyện không may xảy ra. Ngài nhìn xem, hắn lại phát bệnh nữa kìa. Người đâu, mau đến đây, mau mở cửa ra. Chuyện gì vậy? La hét gì chứ? Đại nhân ơi, để cho tại hạ khám bệnh cho hắn. Đừng đánh ta, đại phu cẩn thận đấy, không sao. Đứng yên coi. Buông tay ra, buông hắn ra. Các người làm như vậy sẽ kích thích đến hắn đó. Các người ra ngoài hết. Các người mau ra đây đi. Ra ngoài thôi, đi đi. Người có quen ta không? Các người xem kìa, hắn nghiêm trọng đến mức nào. Hắn ta còn nói quen ta kìa. Nếu muốn ra ngoài thì huynh nghe lời muội, lát nữa muội sẽ châm cứu cho huynh. Bệnh tình rất nghiêm trọng. Đương gia ơi, sao đương gia lại quen với hạng người này? Hắn ta rất là tội nghiệp. Từ nhỏ hắn đã bị mắc bệnh này rồi. Cái này dài nhất, nên ta chọn cái này. Sao thế? Hắn sao thế?
Chuyện này là sao vậy? Không sao đâu, hai người tránh ra. Xin đại nhân đừng hoảng sợ. Đây là nghề gia truyền độc nhất vô nhị của nhà ta, cách châm cứu này đã thất truyền trong thiên hạ đã lâu rồi. Một giờ sau hắn ta sẽ tỉnh lại thôi. Hay như vậy sao? Nếu đại nhân không tin, đại nhân có thể châm cứu thử. Không, tôi không muốn thử. Đại nhân, ngài đã thấy rồi. Bệnh của Lý Đại Bổn sự thật sự rất nghiêm trọng. Nếu tiếp tục giam hắn ở đây, không biết lúc nào hắn lại phát bệnh nữa. Cho nên đại nhân tính lúc nào thả người ra vậy? Cách trị bệnh của tại hạ chỉ tạm thời chế ngự bệnh tình mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn khỏi bệnh thì phải uống 10 thang thuốc mới khỏi đó. Nếu vậy thì tức đương gia hãy yên tâm, ta sẽ nhanh chóng thả hắn ra thôi. Cao đại nhân đến. Chào Cao đại nhân. Từ xa ta đã ngửi được mùi thơm. Thì ra là tức đương gia của Hồng Tụ Thư Viện cũng có mặt ở đây. Mũi của Cao đại nhân thật là nhạy. Đại nhân, tại sao sau khi đại nhân tuần ngục xong, chiếc mão của ngài lại méo như vậy? Lúc nãy hình như ta nghe đại nhân nói muốn thả người nào đó thì phải. Lý Đại Bổn sự đang mắc bệnh lạ. Lúc mà Cao đại nhân bắt hắn, ngay lúc hắn đang phát bệnh, cho nên ông mới hiểu lầm đấy. Lúc nãy tức đương gia đến đây nói chuyện này cho ta biết, ta đã vào trong xem rồi, đúng như vậy. Cho nên tại hạ mới quyết định là thả hắn ra. Chuyện này, chi phủ đại nhân, ta nghĩ chuyện này chắc đại nhân không quyết định được đâu. Bây giờ hắn ta như vậy, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, còn có thể gây chuyện nữa sao? Nếu hắn ta lại phát bệnh, lại xảy ra chuyện gì ở trong ngục, nó sẽ làm hại danh dự của bổn quan đấy. Nếu như đại nhân đã nói như vậy thì cứ thả hắn ta ra đi. Nhưng mà tức đương gia, ta có một yêu cầu. Xin Cao đại nhân nói ra. Sau khi hắn ta ra ngoài thì hắn không được tiếp tục tham gia thi đấu. Sau khi hắn ta ra ngoài, chủ yếu là trị bệnh, còn tham gia thi đấu gì nữa? Lần đó hắn ta ra tay đánh người cũng bởi vì những đội khác chơi giỏi hơn hắn. Hắn sợ thua người ta. Nếu để hắn ta tiếp tục thi đấu, những đội khác nhất định sẽ không tiếp tục tham gia. Cũng có thể nói là tất cả các đội khác sẽ vì một mình hắn mà không tiếp tục tham gia thi đấu nữa. Đến lúc đó, hoàng thượng sẽ không xem được trận đấu. Cái tội này, ta nghĩ chắc không ai gánh chịu được đâu. Đúng đó, Cao đại nhân nói rất đúng. Trận đấu lần này không thể xảy ra chuyện gì nữa. Nếu như hắn ta được ra ngoài để trị bệnh thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa. Được. Nếu ngươi đã nói như vậy thì ngày mai ngươi có thể đến đón hắn ta về. Cảm ơn các vị đại nhân. Chúng tôi xin cáo từ. Người đi theo cô ấy là ai? Nhìn rất quen mặt. Đó là đại phu do tức đương gia mời đến để khám bệnh cho Lý Đại Bổn sự. Y thuật của hắn rất cao minh đấy. Đại phu, Lý Đại Bổn sự. Đại ca, Lý Đại Bổn sự. Gặp lại trời đất. Gặp lại mọi người. Lại đây nào, đại ca mau qua đây. Đại ca, mọi người đến hết sao? Đại ca, mau ra ngoài nào. Đại ca qua đây nào. Đại ca, huynh vất vả rồi. Vất vả cái gì? Ở trong đó bọn chúng hầu hạ ta rất là chu đáo đấy, vừa đấm bóp vừa đấm lưng cho ta. Có thật không huynh? Đánh, đừng đánh nữa, mọi người đừng giận nữa. Sao Nhược Nam không đến đón ta, Lý Đại Bổn sự? Nhược Nam, Nhược Nam ơi, Nhược Nam, muội đến đón huynh hả? Sao thế, muội vẫn còn giận huynh sao? Huynh ở trong mục rất khổ sở đó. Được rồi, huynh cho muội làm tiên phong của đội, làm át chủ bài của đội, mọi người đều truyền bóng cho muội, được không? Ai thèm làm tiên phong của huynh chứ? Vậy thì huynh cho muội làm đội trưởng, mọi người mau qua đây, kêu đội trưởng đi.
Đội trưởng cái gì chứ? Các người có biết không? Chúng ta không được tham gia thi đấu nữa rồi. Tại sao chứ? Ai nói thế? Tại sao ư? Tại huynh đó. Dì vì muốn cứu huynh nên đã hứa với Cao Tiểu Cầu là chúng ta không tham gia thi đấu nữa. Nếu không quan phủ sẽ thả huynh nhanh như vậy sao? Cái đồ đáng ghét, nhất định lại là tên họ Lục đó phá đám rồi. Còn chửi nữa, chửi huynh thì đúng hơn. Không được, huynh phải trở vào trong ngục để khỏi liên lụy các huynh đệ. Đại ca, huynh, đừng giận nữa. Rất khó mới cứu được huynh ra ngoài đấy. Huynh còn muốn gì nữa? Nếu huynh còn nói, muội không lo cho huynh nữa. Chuyển cho ta. Phim được dịch, thuyết minh nhanh lên tiếng tại phim TV. Chuyển cho ta. Trả lại cho chúng tôi. Mau đưa đây, đưa bóng đây. Đậu tử, trả cho bọn chúng đi. Ta không trả. Có trả không? Toàn là lũ ngốc mà còn đến đây diễu võ dương oai. Nếu không có Lý Đại Bổn sự ra tay thì các ngươi chừng nào mới được đá bóng chứ? Tiểu Nguyễn. Nhưng mà Lý Đại Bổn sự chỉ lấy lại công bằng cho các huynh đệ thôi. Dạ đúng. Đại ca, tại muội đấy. Đừng có chửi muội nữa mà, muội không có cố ý đâu. Tại muội hết, muội còn không nhận lỗi nữa. Chuyện gì vậy? Tống đại ca, chúng ta phải làm sao đây? Mọi người đừng vội. Ngươi còn dám gõ cửa nữa, ta ra xử ngươi ngay lập tức. Ngươi chán sống hả? Tống đại ca, mặt mày dữ tợn như vậy, có bản lĩnh thì đi xử Lục Thiếu Khiêm đi. Cũng có ngày đệ sẽ xử đẹp hắn ta. Có chí khí. Hiện giờ hắn ta đang ở ngoài đấy. Ngươi đi xử hắn đi. Ta mua sẵn một cỗ quan tài tốt cho đệ. Tống đại ca, cảm ơn huynh đã cứu đệ lần này. Ta làm sao mà cứu được đệ nếu không có Tức Đương gia? Hiện giờ đệ vẫn còn ở trong ngục đấy. Cứ cho là đệ vẫn còn nghĩ đến ta. Huynh hỏi đệ, người đệ ghét nhất là ai? Đương nhiên là tên họ Lục đáng ghét kia. Tên này cứ chống đối với đệ hoài, thế sẽ không đội trời chung với hắn. Trong thành Lâm An này, có hắn thì không có đệ, có đệ thì không có hắn. Hay cho cô có hắn không có đệ. Hiện giờ người ta vẫn khỏe mạnh kia, đá banh tệ hơn đệ nhiều, nhưng cuộc sống tự do hơn đệ nhiều. Bây giờ đệ sẽ đi xử hắn. Ngươi đứng lại. Huynh đừng có cản đệ. Sau khi đệ xử đẹp hắn ta, bất quá thì đệ lên lương sơn sống. Thành Lâm An này không còn chỗ cho đệ rồi. Ngươi còn dám nói lên lương sơn? Ngươi làm ơn dùng đầu óc suy nghĩ lại đi. Làm việc gì cũng lỗ mãng như vậy, còn nói là dựng lại danh tiếng cho lương sơn. Đúng là mong muốn hoang đường. Không ngờ đệ thật là vô dụng mà còn thua tên đáng ghét kia nữa. Sai rồi. Ngươi còn có một cơ hội đánh thắng Lục Thiếu Khiêm. Cơ hội gì vậy? Đó là phải thắng trận. Đại ca ơi, đại ca của đệ ơi, huynh đừng có giỡn với đệ nữa. Huynh cũng biết mà, quan phủ không cho đệ được tham gia thi đấu. Ta có một cách có thể khiến đệ trở lại sân bóng. Thật sao? Ngươi tìm Lục Thiếu Khiêm giúp đỡ. Nhờ hắn giúp đỡ. Nghe lời ta một lần đi. Ngươi đi xin lỗi hắn ta. Hiện giờ đệ đang muốn xử hắn đấy. Huynh còn bảo đệ xin lỗi hắn. Các ngươi không được tham gia đều là do tên Cao Tiểu Cầu kia ở sau lưng phá đám. Chỉ cần tên Lục Thiếu Khiêm đồng ý thì Cao Tiểu Cầu sẽ đến quan phủ kêu họ để cho các ngươi tham gia. Chỉ có thi đấu mới có thể quang minh chính đại mà thắng chúng một trận. Chỉ có thắng chúng thì Tiểu Lương Sơn mới có thể tiếp tục tồn tại. Rõ ràng là hắn ta hại đệ mà. Huynh còn muốn đệ xin lỗi hắn ta. Không biết tại sao đầu óc của ngươi lại không chịu suy nghĩ một chút chứ? Đây là kế hoãn binh của chúng ta mà. Mục đích là muốn dụ bọn chúng ra, sau đó dồn chúng vào chân tường. Năm đó Hàn Tín chịu không ít sỉ nhục, nhưng sau này đã trở thành đại tướng quân. Còn Lý Đại Bổn sự ngươi sao lại không chịu nhịn một chút chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm một tên côn đồ cả đời, hay là trở thành một đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất?
Được thôi, coi như ta nhìn lầm người, ta không muốn mất thời gian với người nữa, đại ca. Bình tĩnh đệ nghe lời huynh mà, chỉ cần có thể tham gia thi đấu. Xin lỗi hắn chứ gì, đệ đi. Nhưng mà, một ngày nào đó, nhất định đệ sẽ lấy đầu của hắn, làm quả bóng mà đá. Huynh đệ tốt của ta, cuối cùng đệ cũng hiểu ý của ta, còn hành động như thế nào, thì ta đã sắp xếp cho đệ rồi. Huynh đệ, ngươi nhớ rằng, lưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Đôi khi, ta cũng hy vọng ông trời sẽ đứng về phía chúng ta. Mọi người xem kia, nhanh lên, mau lên, làm ơn tránh đường ra. Nhìn kìa, trông vui quá. Lý đại bổn sự. Sao kỳ vậy nhỉ? Bảo ông chủ Lục của các ngươi ra đây. Lý đại bổn sự ta đến bồi thường cho hắn. Ông chủ của chúng tôi nói rồi, phải trói đôi chân gây sự của ngươi lại. Sao hả? Nếu không trói lại thì không được vào trong. Được. Lý đại bổn sự, ngươi đến sòng bạc ngũ phúc của ta, có việc gì đây? Ông chủ Lục, lần trước ta lỡ tay làm bể ông thần tài của ông, cho nên hôm nay đến đây để đền lại cho ông đó. Hay cho cô lỡ tay làm bể. Lần trước là ta quá lỗ mãng, mọi chuyện lầm lỡ ta sẽ gánh chịu hết, muốn xử lý ta sao cũng được. Nhưng hy vọng ông chủ Lục giơ cao đánh khẽ, hãy cho bọn ta một cơ hội để trở lại sân đấu. Ông thần tài đó, ngươi muốn đền thì đền được sao? Ngươi tưởng đó là ông thần tài bằng đất bình thường à? Vậy ông muốn thế nào? Nghe nói tiểu lương sơn các ngươi rất thích nghịch lửa. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi một giây pháo để các ngươi thưởng thức. Ta không hiểu. Đơn giản thôi mà. Chuẩn bị xong chưa? Rồi ạ. Ông chủ Lục, hôm nay ông vui là được. Muốn chơi thế nào tùy thích, nhưng ông phải cho bọn ta cơ hội. Yêu cầu của ta rất đơn giản, chỉ cần được nghe lại tiếng ông thần tài bị bể. Nên bây giờ ngươi đứng cho vững đấy. Được rồi. Tống đại ca, không được rồi, lên thôi. Đừng làm hỏng chuyện của Lý đại bổn sự. Ông chủ Lục, ông vừa lòng chưa? Lấy bóng đến đây. Vâng. Được thôi, chỉ cần ông chủ Lục vui thì sao cũng được. Chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, nào, rút đi. Cho qua với. Lại là ngươi. Ông chủ Lục, ta nghĩ như thế là đủ rồi đấy. Tất cả hương thân phụ lão cũng đã đều nhìn thấy vị đại ca này rất thành tâm thành ý đến đây để xin lỗi ông. Ông đại nhân đại lượng, xin hãy bỏ qua cho. Ta nghĩ có những chuyện ngươi không biết thì tốt hơn. Đại bổn sự, thiệt cho ngươi rồi. Kim ca, cưới mặc đệ. Cũng may là có Kim ca ra tay kịp thời, nếu không đại bổn sự thảm rồi. Kịp thời gì chứ, ta thấy lại hỏng chuyện nữa rồi. A Động, bảo hắn ta đi đi, đừng ở đó cản trở nữa. Mau lên. Vâng. Nếu Lý đại bổn sự không muốn chơi trò chơi này, vậy thì chúng ta không còn gì để nói nữa. Tiểu Kim ca, mau trói đệ lại đi, nhanh lên. Tiểu Kim ca, đi thôi. A Động, ta có chuyện cần phải nói. Chuyện đó không bàn được nữa. Ta nghĩ Lý đại bổn sự đến như thế nào thì về như thế đó. Ông chủ Lục, dạo này trong thành Lâm An có rất nhiều lời đồn. Nếu như không có đội của Lý đại bổn sự, vậy ngôi vô địch sẽ thuộc về ông chủ Lục rồi. Cho nên cái gì? Cho nên có người đã tìm cách không cho họ tham gia thi đấu. Ngươi đừng nói bậy, bọn chúng không tham gia là vì bọn chúng tự chuốc lấy. Sao lại kéo ta vào chuyện này chứ? Vậy thì đúng rồi. Ông chủ Lục, sao không thừa cơ hội này, không so đo với bọn người đó nữa, để họ được tham gia so tài. Tới lúc đó ai cũng kính nể ông chủ Lục rồi. Phải đó.
Ông chủ Lục. Đúng rồi đó, đừng làm khó bọn ta nữa. Nếu không là con rùa rụt đầu đó, cái đám thối tha này. Được thôi, ta thành toàn cho các người, để các người thua tâm phục khẩu phục. Tốt quá rồi, chúng ta có thể tham gia thi đấu rồi. Nhớ giữ lời đấy. Các vị đã nghe hết rồi đó. Bọn ta có thể tiếp tục thi đấu rồi. Được rồi, để ta coi các người có bản lĩnh gì. Không sao rồi. Không sao chứ. Không sao cả. Tiểu Kim ca ơi. Tiểu Kim ca. Tiểu Kim ca. Đi đâu vậy hả? Ta còn có việc phải làm. Huynh giúp bọn ta chuyện lớn. Huynh là nhất đấy. Không cần khách sáo. Tức quá đi mà, làm ta tức quá đi mất. Hàn đại ca, ta biết là huynh đang ở trong đó. Hôm nay chúng ta phải nói rõ chuyện này. Nếu không nói rõ chuyện này thì ta sẽ không đi đâu. Vậy thì cứ đứng ở ngoài chờ đi. Hàn đại ca, xin huynh hãy ra đây. Muốn tìm phụ nữ trong thành Lâm An này thiếu gì. Đúng là đồ vô liêm sỉ, không biết là cái thứ gì nữa, còn dám theo đuổi muội muội của ta nữa. Sớm biết như vậy, lúc đó ta đã không cứu ngươi rồi. Đem ngươi chặt thành nhiều miếng làm thức ăn cho chó rồi. Huynh ra đây đi. Ra đây mau. Ra đây đi. Mở cửa. Huynh mau mở cửa đi. Nếu như huynh không ra đây, nếu như huynh không bước ra đây, vậy thì ta sẽ xông vào đấy. Huynh mau ra đây cho ta. Huynh. Sao huynh? Thật quá đáng. Còn dám xông vào đây nữa. Nhìn cái gì mà nhìn. Đúng là đồ vô liêm sỉ, đồ háo sắc. Ta. Đồ vô liêm sỉ, người vẫn chưa xem đủ sao? Mau cút đi, người mau cút đi. Người cởi quần áo làm gì vậy chứ? Nếu như người dám lại đây, ta sẽ kêu người đến đấy. Đừng, đừng làm như vậy mà. Ta không có ý gì khác. Vậy còn không mau đi. Người mau cút khỏi đây. Quần áo của cô ướt hết rồi. Ta định đưa quần áo cho cô nương. Người có nghe thấy không? Mau cút khỏi đây đi. Ta tưởng cô nương là đàn ông. Mau ra ngoài đi. Đừng có hiểu lầm đấy. Ai thế? Là gì đây? Nghe nói lúc nãy trong phòng tắm con xảy ra chuyện. Con không sao chứ? Con không cẩn thận nên làm hư cửa phòng tắm thôi mà. Ngày mai tìm người đến sửa một chút là sẽ được thôi. Cửa phòng tắm sao lại bị hư chứ? Con mở cửa đi, để dì vào xem thế nào. Không cần đâu dì. Con không sao, con chỉ cảm thấy không được khỏe thôi. Con muốn đi ngủ sớm. Có chuyện gì thì đừng có giấu gì đấy. Không có, không có đâu dì. Con chỉ cảm thấy hơi mệt thôi. Dì ơi, con muốn đi ngủ trước. Vậy thì dì về phòng trước đây. Tên xúc sinh. Vậy là ta bị ngươi nhìn thấy hết rồi. Ta nhất định sẽ móc mắt ngươi ra. Không được. Lỡ như hắn nói ra hết mọi chuyện thì ta sẽ. Vậy thì cắt lưỡi của hắn ta trước. Không được. Hay là mình xử hắn ta trước. Xử hắn ta rồi chẳng phải là xử nhẹ cho hắn sao? Vậy ta sẽ. Vậy thì ta sẽ. Từ từ. Từ từ đầy đọa hắn.
Sao mình lại ngốc như vậy chứ? Đã lâu như vậy rồi, tại sao không nghĩ ra hai huynh muội bọn họ là cùng một người chứ? Bây giờ Kim Kata chẳng phải là một người xấu hổ nhất thiên hạ sao? Còn nghĩ đến nó nữa, không biết xấu hổ mà. Ta, từ lúc nào mà ta lại đê tiện như vậy chứ? Ta tìm đệ khắp nơi, sao đệ lại ở đây? Tống đại ca, huynh cứ mặc kệ đệ đi, không được đâu. Nếu khuôn mặt đẹp trai này mà bị tát méo đi, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái đến hỏi tội ta đó. Huynh đừng có đùa với đệ nữa, người giống như đệ đây, có ai mà thèm nhìn tới đệ chứ? Cũng có lúc đàn ông bị phụ nữ bỏ rơi, như vậy mới có thể trưởng thành được. Tống đại ca, dù sao thì đệ cũng không thể ở lại đây được nữa. Ngày mai đệ muốn đi, vậy thì đệ sẽ đi đâu chứ? Đi tới đâu tính tới đó vậy? Trong Hồng Tụ thư viện này, làm gì có ai nỡ để Kim Ca đi chứ? Nhưng lại có một người muốn đệ biến mất mãi mãi trước mặt người đó. Ta nghĩ đệ cũng đừng quá coi trọng thể diện. Một khi đàn ông vướng vào chuyện tình cảm thì rất khó kiểm soát bản thân mình. Nhưng mà vấn đề không phải là như vậy. Thực ra cũng không phức tạp đến như thế. Nếu như người con gái làm tổn thương đến trái tim của đệ, cho dù đệ có trốn tránh thì cũng không có ích gì. Vì thế đệ phải tự mình mạnh mẽ lên. Nếu như đệ làm tổn thương người đó thì sao? Vậy thì đệ càng không nên trốn tránh. Một người đàn ông phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Thực ra, chinh phục một người phụ nữ rất đơn giản. Chỉ cần chinh phục tất cả đàn ông xung quanh cô ấy trước. Nhưng đệ chưa bao giờ nghĩ là sẽ chinh phục ai cả. Mà đệ chỉ cảm thấy trong lòng thật sự rất hổ thẹn. Hổ thẹn có ích gì chứ? Phải dũng cảm đối diện với cô ấy, phải tìm cách thay đổi ấn tượng mà cô ấy đối với đệ. Điều này là không thể. Không cần biết như thế nào, nhưng trốn tránh sẽ không có ích gì đâu. Vì thế đệ phải dũng cảm đối mặt với nó mới có thể khắc phục nó. Nhưng bây giờ ngoài trốn tránh ra thì còn cách gì đâu chứ? Dù sao thì mặt mũi cũng đã mất hết rồi. Cái gì mà không còn mặt mũi? Lần này ta có một cách hay để lấy lại thể diện cho đệ. Không biết đệ có muốn làm không? Hôm nay ta bắt gặp đệ ở bên đường, thấy đệ đá một vật gì đó. Đá rất tốt. Chỉ là dỗ con nít thôi. Khi còn nhỏ đệ hay chơi một mình như vậy. Đúng rồi, đây là lúc đệ có thể bộc lộ tài năng của mình. Huynh nói cái gì? Vậy thì ta sẽ nói thẳng. Bây giờ đội bóng của bọn huynh rất cần một người như đệ. Vì thế đệ hãy tham gia thi đấu cùng với bọn người đại bổn sự. Huynh bảo đệ đi đá bóng. Đừng có đùa nữa. Làm sao đệ có thể đá bóng được chứ? Thực ra nếu đệ tham gia đội bóng sẽ rất có ích cho đệ trong việc giải quyết vấn đề đấy. Vì đệ có thể hiểu nhược nam nhiều hơn. Mâu thuẫn giữa hai người cũng sẽ sớm tan biến thôi. Nói không chừng hai người có thể làm lại từ đầu. Nhưng đệ cũng không mong đợi gì cả. Chỉ cần cô ấy đừng hiểu lầm đệ nữa là được rồi. Được, chúng ta quyết định như vậy đi. Bí mật này ta sẽ giữ kín giúp đệ. Huynh biết được gì rồi? Tống đại ca, huynh phải hiểu là tất cả chỉ là ngoài ý muốn thôi. Ta nghĩ đệ không cần phải giải thích. Ta đã nói rồi, thích một người không có tội. Chúng ta đang nói về hai chuyện khác nhau. Thôi được rồi, ngày mai huynh sẽ đưa đệ đến cùng tập với bọn họ. Nhưng chuyện này, đi nào. Đi thôi nào. Đến đây. Huynh, đến đây đi. Đến đây nào. Đừng cản nữa, để muội ấy đá vào. Đừng cản nữa, để muội ấy đá vào đi. Đá rất hay. Muội đá hay lắm. Đúng là thiên biến vạn hóa mà. Vạn hóa cái đầu của huynh đó. Ai bảo huynh nhường ta chứ? Ta không có. Là ta phán đoán sai hướng mà. Đúng vậy đó, ta không tập với huynh nữa. Đại ca đúng là thông minh mà. Còn các người nữa, cá mẹ một lứa. Đại ca đến rồi. Đại ca,
đại ca đến rồi, Tiểu Kim ca, huynh cũng đến xem bọn đệ luyện bóng sao, các huynh đệ đã vất vả rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đi, ta có một chuyện quan trọng, cần bàn với mọi người, tập luyện như thế nào rồi, có lòng tin vào chung kết không? Tất nhiên là có lòng tin rồi, nhưng Tôn lão nhị không có ở đây, nên chúng ta không đủ người, Tống đại ca, bây giờ bọn đệ có đủ người, nhưng không đủ năng lực, nói ai đấy? Ta không có nói huynh, chỉ là thuận miệng nói thế thôi. Vương Bi huynh đệ nói rất đúng. Ở hàng tiền đạo của chúng ta, chỉ có một mình Nhược Nam, khả năng tấn công chắc chắn không đủ, vậy thì huynh tìm người lợi hại hơn đi, có rồi. Chính là đệ ấy. Huynh nói Tiểu Kim ca sao, là Tiểu Kim ca thì tốt quá rồi, ta suýt nữa thì quên mất có một cao thủ bên cạnh mà không hay biết. Tiểu Kim ca, ta chưa thấy huynh đá bóng bao giờ. Đúng là chân nhân bất lộ tướng mà. Bọn huynh không nhớ sao, hôm đó ở ngoài cửa sông bạc, huynh ấy đá rất hay đấy. Vừa nhìn đã biết là cao thủ rồi, đừng có khen ta nữa, ta không có biết đá bóng đâu, đừng có khiêm tốn nữa. Mọi người cần phải luyện tập với nhau nhiều hơn. Chờ đã, ai đồng ý cho hắn tham gia đội bóng chứ? Chúng ta tham gia thi đấu thì phải đề phòng những người giỏi đóng kịch. Nhược Nam, sao lại nói như vậy chứ? Huynh ấy là bạn của chúng ta mà, huynh. Được thôi, nếu các người tìm được vị cứu tinh rồi, vậy thì cứ từ từ mà luyện tập, ta sẽ rút lui là được chứ gì. Nhược Nam, rốt cuộc hôm nay muội bị sao vậy? Bây giờ nước đã đến chân rồi, tìm được người không dễ đâu. Thôi được rồi, đừng có dở tính trẻ con nữa. Nhìn mình đi, bực đến toát cả mồ hôi. Huynh đừng bị hắn lừa nữa. Thời buổi này, có rất nhiều hàng giả đó. Tiểu Kim ca thành tâm thành ý, đến giúp chúng ta. Thành tâm thành ý. Câu này nói người khác, thì ta còn tin. Còn hắn thì, ta khinh. Hơn nữa, hắn có bản lĩnh gì mà giúp chúng ta, chỉ dựa vào kỹ năng kém cỏi của hắn sao? Ai mà không biết chứ? Ta biết trong lòng muội đang nghĩ gì, nhưng mà cũng phải nghĩ đến đại cuộc chứ. Hơn nữa, người ta có làm gì muội đâu, huynh. Huynh biết được gì rồi? Tất nhiên là huynh biết hết rồi, huynh. Nếu như huynh còn tiếp tục nghĩ bậy, thì ta sẽ không nhìn mặt huynh nữa. Thôi được rồi, chỉ cần muội không gây rối nữa, thì ta sẽ quên hết tất cả mọi chuyện, có được không? Tống đại ca này. Nếu đã như vậy rồi, thì đệ sẽ không tham gia nữa đâu. Nhược Nam, hay là bỏ đi. Nhược Nam, nếu để Tiểu Kim ca gia nhập, muốn thắng Lục Thiếu Khiêm, thì chúng ta cũng có lòng tin hơn, đúng đó. Các người. Được thôi. Nếu như hắn ta có bản lĩnh, muốn tham gia đội bóng, cũng không phải là không được, nhưng phải qua ải trước đã. Để xem hắn ta là một thỏi vàng hay là một cục đá. Sao hả? Có đồng ý không? Thử thế nào đây? Chuyện này huynh không cần lo. Nếu mọi người đã ở đây hết rồi, là thật hay giả, sẽ biết ngay thôi. Này, ngươi có dám không? Được thôi, vậy thì tôi sẽ thử xem sao. Được thôi. Bóng không chạm đất, vượt qua 5 người liên tiếp. Đây không phải là vấn đề của muội sao? Cái này có gì khó đâu. Không phải huynh nói hắn ta là cao thủ sao? Cao thủ qua ải này có khó gì đâu chứ. Không vào, không có vào. Vào rồi. Vào rồi, tốt quá đi. Ngộ mộng, không sao chứ, không sao. Bóng còn chưa chạm đất thì đã vượt qua 5 người rồi. May mắn thôi mà, ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Ngươi còn phải qua ải của ta nữa. Nếu ngươi chạm được vào bóng, thì ngươi thắng. Nếu không chạm được thì ngươi thua. Được, ta sẽ thử. Nhược Nam, ta đến cứu muội đây. Phim được dịch, Nhược Nam và lồng tiếng tại phim TV. Còn không mau đứng dậy đi. Xin lỗi nhé, ta không cố ý đâu, thành thật xin lỗi, không sao, không sao cả, huynh im miệng đi. Thế nào rồi? Ta thấy muội không còn gì để nói nữa rồi. Người như hắn thật là tệ, rõ ràng là biết đá, nhưng lại nói không biết đá bóng với loại người này, có yên tâm được không? Thôi được rồi, sau này mọi người phối hợp tốt với đệ ấy đấy. Ai phối hợp với hắn chứ? Cô nương, rất cảm ơn cô vì đã nương tay, cảm ơn rất nhiều. Bớt nhiều lời, ai nương tay với ngươi chứ? Đồ thần kinh. Ta đừng để bụng đấy,
tính tình muội ấy là như vậy đó. Đúng vậy, không sao đâu, chỉ cần kiên nhẫn một chút là được. Được. Sau này chúng ta phải luyện tập với nhau nhiều hơn. Bây giờ có Tiểu Kim Ca giúp đỡ, chúng ta nhất định sẽ giành ngôi quán quân. Đúng vậy, chắc chắn thắng, chắc chắn sẽ thắng thôi. Tống đại ca, thuốc nổ có bị ướt không? Bọn đệ đã bao lại rất nhiều lớp, có để lâu hơn cũng sẽ không bị ướt đâu. Đã đến lúc dùng nó rồi. Tên hôn quân, nếu ngươi có thể sống thêm 10 ngày thì coi như ngươi mạng lớn. Đại gia, nhang đèn của ngài đây. Vương đại ca, có làm huynh giật mình không? Sao vậy? Sợ hãi vậy? Không có gì mà, làm chuyện gì xấu phải không? Huynh đến đây làm gì vậy? Ta nghe nói nhang đèn ở đây tốt lắm, nên mới ghé vô đây mua một ít. Trùng hợp vậy sao? Đệ cũng định mua, đệ mua trước nhé. Nhang đèn ở cửa tiệm rất nhiều, chất lượng tốt, cũng nhiều mẫu mã nữa. Đây này, lựa đi. Vương đại ca, nhang đèn ở đây nhiều loại quá, đệ cũng không biết mua loại nào. Huynh mua loại nào? Để đệ xem. Tiểu huynh đệ, người này mua đèn cây đỏ, còn huynh mua màu trắng mà. Có sao không? Dám động chúng vợ ta hả? Ta cho người biết tay. Đủ rồi đó. Thôi đi mà, chúng ta đi. Khách quan đừng đi. Không sao chứ? Hiểu lầm cả thôi. Thôi bỏ đi, qua đây lựa mẫu đẹp mới về này. Lồng đèn xanh đỏ tím vàng đây. Nước cờ này của Nguyên Soái quả là thần cơ diệu toán, rất lợi hại. Nguyên Soái, mỗi nước cờ như điều binh khiển tướng, từng bước một, khiến người ta trở tay không kịp. Đi đi, mau lên. Phim được dịch trước Viết Minh. Ngốc quá đi. Tại phim TV. Cha, dưới kia có người làm loạn. Đi. Vương đại ca, phía sau có người theo dõi huynh, mau chạy đi. Nhanh chân lên. Được. Sao ngươi lại đánh ta? Còn hỏi nữa, tại sao ngươi ở đây làm loạn? Ta có làm loạn gì đâu, ta đâu có gây sự với ngươi, bớt lôi thôi đi. Come on.
cẩn thận đó. Vân Nhi, về thôi. Thưa cha, con không về đâu. Đứng lại, thưa quan gia, trong đó có gì? Không có gì cả, đi. Đứng lại, để ta xem. Cái này là gì đây? Sắp đến Tết rồi, mua cho bọn nhỏ chơi. Ăn Tết hả? Sao mua nhiều vậy? Tại hạ có 5 đứa con. 5 đứa con hả? Ta thấy 5 đứa lưu manh thì có. Người đâu? Đưa đi. Oan ức quá, oan quá đi. Đứng lại. Trong đó có gì? Cho hắn đi qua đi. Đi mau. Còn đứng đó nữa. Không xét không chịu đi hả? Đi. Cha, sao cha lại thả hắn đi? Sao hả? Con vẫn còn vì chuyện khi nãy mà bực tức sao? Hắn ta cố ý mà. Con vẫn không tin vào cặp mắt của cha sao? Tiểu huynh đệ đó là một hảo hán. Lẽ nào con không thấy sao? Lúc nãy, hắn vốn có thể đánh trả, nhưng lại không ra tay. Tuy là đường thương của con rất hiểm hóc, chính con cũng không thể nào tránh được. Để cứu đứa bé đó, hắn đã đem lưng ra để đỡ, không màng nguy hiểm đến tính mạng. Tuổi tác tuy còn nhỏ, nhưng lại có tấm lòng như vậy. Thật khó tìm. Vân Nhi, lòng nhân từ và bao dung của hắn, con phải cố gắng học theo. Cho dù là cha, vẫn phải học theo hắn. Phim được dựng Nhạc Nguyên Soái và lồng tiếng tại Phim TV. Không ngờ Nguyên Soái đối với thằng nhóc đó lại có những lời khen như vậy. Thằng nhóc đó khí phách như vậy, ngay cả lão phu cũng phải hổ thẹn. Nguyên Soái nói quá lời rồi. Tên nhóc Tây Môn Kim Ca đó làm sao sánh được với đại nguyên soái lừng lẫy thiên hạ chứ? Tây Môn Kim Ca, ngài quen với hắn sao? Không chỉ quen biết, quan hệ của bọn ta còn rất sâu đậm. Tên nhóc đó là lịch không tầm thường, có quan hệ thân thiết với đám người Lương Sơn, đặc biệt là Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm. Tại hạ không ngừng âm thầm điều tra, sớm muộn gì cũng có ngày tại hạ diệt hết bọn chúng. Hoa Hòa Thượng Lỗ Chí Thâm đến đây rồi sao? Hắn ta đã đến đây rồi, nhưng mà vĩnh viễn không thể nào trở về được. Tại sao chứ? Số đã tận, biết trách ai đây? Không biết là Nguyên Soái đến đây có điều chi dạy bảo. Bổn soái lần này đến đây để bảo đảm sự an toàn của thánh thượng trong ngày thi đấu, tuyệt đối không để xảy ra sai sót gì. Chuyện này Nguyên Soái cứ yên tâm, tại hạ sẽ bố trí cẩn thận, đề phòng nghiêm ngặt. Đề phòng là chuyện cần thiết, nhưng không được lạm sát vô cớ, nhiễu loạn lòng dân. Dù sao ngày thi đấu cũng là chuyện vui, phải đảm bảo an toàn, như vậy mới trọn vẹn. Nguyên Soái hãy yên tâm, chúng ta cứ thế mà làm. Này tiểu ca, tiểu ca, hôm qua tiểu nhi có chút lỗ mãng, đắc tội với tiểu ca, xin tha thứ cho. Chuyện nhỏ thôi mà, không cần phải bận tâm. Tại hạ còn có việc, xin cáo lui. Cha, cha làm gì vậy? Vân Nhi, đại trượng phu làm gì cũng phải dám làm dám chịu. Sai là sai, còn đúng là đúng, không được lôi thôi. Người đó là Nhạc đại nhân mà, đúng là ông ta rồi. Cố lên nha, nhất định phải thắng đó. Trận đấu chính thức bắt đầu. Cố lên, đá đi, chuyển qua kia kia. Mau lên, sự việc chuẩn bị thế nào rồi? Đã tiếp xúc với chúng rồi. Gặp nhau lúc nào?
5 ngày sau. Gặp ở đâu vậy? Bên Tây. Bên Tây đó. Bên Tây. Bên Tây chỗ nào? Không, không phải bên Tây, mà là Tây Hồ. Người của ta có đủ dùng không? Còn phải nói sao, bao vây Tây Hồ hai vòng vẫn còn đủ mà. Không được, nếu đã bàn bạc, nhất định chúng ta phải đi, ta và Tiểu Quyên đi, bọn họ cũng không dám làm gì đâu. Chuyển qua đi, rút mạnh lên, đại ca, lần này chúng ta muốn vào chung kết cũng không thành vấn đề. Huynh nhìn kia, trận đấu vẫn chưa kết thúc, chưa biết được ai sẽ thắng đâu. Chuyển trái đi, qua phải một chút, ngươi im miệng chút đi. Cô nương, xin đừng động thủ. Đầu của nam nhi, không phải muốn đánh là đánh đâu. Tay của nữ nhi, không phải muốn nắm là nắm đâu. Cũng là cô không biết xấu hổ, cô sờ người ta trước đó. Còn nói nữa, đồ không biết xấu hổ, la lối om sòm. Các người đến đây có phải xem đá bóng không? Đến đây xem gì có liên quan gì đến ngươi? Các người đến đây xem gì? Tất nhiên là không liên quan đến ta. Nhưng đến xem đá bóng mà không kêu la cổ vũ thì có vấn đề rồi. Rõ ràng các người đến đây để làm chuyện gì khác? Đến để xem một bọn lưu manh đá bóng. Thật lãng phí thời gian. Biết lãng phí thời gian đến đây xem làm gì? Ở đây có rất nhiều đàn ông. Đến xem đàn ông hả? Ta quả thật đến đây xem đàn ông, xem bọn họ thua như thế nào. Tiểu Lương Sơn, danh hiệu gì đây chứ? Đừng làm bẩn tai người nghe. Thật là mất mặt. Sao hả? Không xứng sao? Xứng chứ. Tất nhiên là xứng rồi. Một lũ liều manh già xứng với một lũ liều manh trẻ, đúng là trời sinh một cặp. Cố lên, quyết chiến quyết thắng nha. Vào rồi. Đá hay lắm. Hoan hô. Vào rồi kìa. Đá hay lắm. Vào rồi. Kim ca ơi. Kim ca. Muội thích huynh lắm đó. Ngầu quá đi. Hoan hô. Tiểu Kim ca, huynh lợi hại thật đó. Nhất định là phải dạy cho đệ vài chiêu đó. Có gì đâu. Người đó. Lại là ngươi. Cha ta đang đợi ngươi. Phim được cha, hắn đến rồi. Tiếng tại phim TV. Thật không hổ thẹn, đúng là tuổi trẻ tài cao, vẫn giống như phong độ của Lương Sơn hảo hán năm xưa. Nghe Cao đại nhân nói, các hạ và Hoa Hòa thượng Lỗ Chí Thâm có quan hệ sư đồ. Sư phụ của tại hạ có lòng từ bi, thấy tại hạ mồ côi cha mẹ, không ai chăm sóc, nên đã thu nạp tại hạ. Xem ra các hạ rất có duyên với Hoa Hòa thượng. Tại hạ đây ngưỡng mộ ông ta đã lâu, chỉ là không có duyên để làm quen. Hôm nay gặp được đồ đệ của ông ta, tức là vẫn còn cơ duyên. Đại nhân quá khen rồi. Tại hạ hiểu biết nông cạn, so với sư phụ vẫn còn rất xa. Thật là hổ thẹn. Các hạ đừng quá khiêm nhường. Lão phu đây thật sự ngưỡng mộ các hạ. Kim ca mạn phép hỏi đại nhân tôn danh quý tánh là gì. Ta họ Nhạc, tên Phi. Nhạc Phi? Không đúng, Nhạc Nguyên Soái. Sao hả? Không phải là người đồng đạo, sợ những lời ta vừa nói lúc nãy làm nhục danh tiếng của Lỗ sư phụ sao? Tất nhiên là không rồi. Tại hạ còn nhớ sư phụ từng nói, Nhạc Nguyên Soái hết lòng vì nước, chinh chiến diệt kim, chính là nghĩa khí của đại trượng phu. Giang sơn đời đời có anh hào. Chỉ tiếc rằng một khi đã qua đi thì không bao giờ trở lại. Lương Sơn hảo hán, người đã mất, thời đã qua, nhưng danh tiếng vẫn còn, người người ngưỡng mộ. Ta thấy các hạ có lòng hiệp nghĩa, hôm nay trên sân đá cũng rất hay, thật là một nhân tài. Ta có một câu muốn nói với các hạ. Bây giờ các hạ một mình ngang dọc trên giang hồ, phải biết bảo vệ bản thân. Mở to mắt ra, nhìn thấu mọi việc, để tránh làm những việc bất nhân bất nghĩa. Tại hạ quả thật đã phát hiện một số việc, nhưng tại hạ sẽ không can thiệp vào. Trên thế gian này có rất nhiều chuyện không như ý, tuy các hạ không can thiệp, nhưng thân đã dấn trong đó rồi. Các hạ không thể quyết định được đâu.
Không lẽ tất cả những việc trên thế gian này không thể nào chung nghĩa vẹn toàn sao? Ta biết các hạ không phải là người bán rẻ bằng hữu, nhưng các hạ phải phân biệt cho rõ ai là bằng hữu thật sự của mình và ai không phải. Nguyên soái, yên tâm đi, người này tuyệt đối không phải bằng hữu của các hạ. Mau đuổi theo hắn. Đuổi theo hắn. Đại gia, đừng đi mà, đồ nghề sinh sống của tiểu nhân. Ngươi là ai vậy, dám xen vào chuyện của ta? Ta chỉ xen vào chuyện của những kẻ hoành hành ngang ngược và chuyện mà ta cảm thấy chướng mắt. Dừng tay. Có chuyện gì? Thuộc hạ đang đuổi theo một người thì hai người này gây sự, để tên đó chạy đi mất. Bọn ta ăn mì liên quan gì các ngươi? Giải về thẩm tra. Vâng, đi. Ngươi nói đi là đi, không lẽ ngươi là thiên vương sao? Ở đây do ta cai quản. Được thôi. Cao đại nhân, chuyện lúc nãy có vẻ là hiểu lầm thôi. Hai người mỗi người nhường nhau một bước. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Được. Nếu Tống huynh đệ đã đứng ra chủ trì công đạo, tại hạ đương nhiên phải nể mặt rồi. Đi thôi. Phương tỷ tỷ, sao để chúng đi dễ dàng thế? Dù gì đi nữa, chúng ta cũng chỉ gặp chuyện bất bình ra tay giúp đỡ, uống hồ. Bọn chúng cũng cùng một bọn, vị cô nương này. Tuy là gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ, mỗi người đều có cách làm riêng, sao phải làm cho gà chó không yên, mới chịu thôi. Ai gây sự trước? Trong lòng ngươi hiểu rõ, đánh lén người ta. Đúng là hèn hạ. Ráng chịu chút đi. Xem ra lần này chúng ta hành động đã gặp phải một số nhân vật đáng gờm. Tên kim ca đó bán đứng chúng ta, không thể giữ mạng của hắn nữa. Vương Biêu nói đúng lắm, thái độ của Nhạc Phi đối với hắn không hề bình thường. Kim ca là mối đại họa của chúng ta, nếu cứ thả hắn ta, hắn sẽ không hại chúng ta đâu. Hắn còn giúp chúng ta nữa kia. Giúp chúng ta sao? Đại ca huynh có nhầm lẫn gì không vậy? Nếu hắn thật sự có quan hệ với Nhạc Phi, chúng ta sẽ tương kế tiểu kế. Ta sẽ lợi dụng mối quan hệ này, trong lúc tìm người sẽ rất thuận tiện cho chúng ta. Nhưng những việc chúng ta làm đều chống đối lại quan phủ. Huynh nói rất thuận tiện. Thuận tiện đến mức đưa chúng ta vào ngục hả? Chuyện nguy hiểm nhất cũng là chuyện an toàn nhất. Hắn không thể hại chúng ta được. Nếu muốn hại thì chỉ có thể hại bản thân hắn mà thôi. Cái này gọi là rơi đá không may, rơi vào chân mình.
Rồng bay phượng múa vang danh khắp, rồng bay phượng múa vang danh ra. Trung thành nghĩa khí là ấn dấu, đồng môn chính khí giữ giang sơn. Mời các vị ngồi. Tạ ơn phó đường chủ. Tổng đường chủ, hiện đang chuẩn bị cho lục hợp đại hội ở Động Đình Hồ. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ có thể gặp nhau ở Động Đình Hồ. Tổng đường chủ thường quan tâm đến huynh đệ 8 bang và 16 hội, đã chuẩn bị sẵn một món lễ vật để thể hiện tâm ý. Ngày mai ta cho người mang đến các bang hội. Xin cảm ơn ý tốt của tổng đường chủ. Chúng ta đều là người một nhà, không cần khách sáo. Các vị, tổng đường chủ còn có lời này, nhờ ta nói với các vị về việc cùng nhau khởi nghĩa. Không biết các vị tiến hành thế nào rồi? Phim được dịch. Sao vậy? Các vị có điều gì khó nói sao? Phó đường chủ, về việc khởi nghĩa, Thanh Long hội bọn ta đều đồng ý. Hai tay hai chân. Nhưng mà chuyện gì? Nhưng Hắc Long bang Hở Tí cứ đến làm phiền, gây sự đánh nhau, đánh trọng thương năm huynh đệ của bọn ta rồi. Phó đường chủ nói thử xem có nên nói đại nghĩa với bọn người này hay không? Phó đường chủ, đừng nghe hắn nói bậy. Lưu lão ôn, Hắc Long bang bọn ta đánh người của ông cũng đáng đời. Ta hỏi ông, đường hậu cấu tử là địa bàn của ai? Tất nhiên là của Thanh Long bang rồi. Ông chỉ cho ai vậy hả? Hai vị bang chủ xin bớt giận. Tổng đường chủ xưa nay luôn xem trọng các vị. Hiện giờ đang trong lúc khởi nghĩa, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, đoàn kết với nhau, cùng bàn việc lớn. Tại sao lại vì những chuyện nhỏ nhặt này mà đôi co không ngừng? Sao chúng ta không thử nghĩ xem, sau khi khởi nghĩa thành công, thiên hạ này đều là của chúng ta rồi. Một con đường nhỏ bé đó thì có đáng gì đâu. Phó đường chủ nói rất đúng. Nào chúng ta cạn ly. Phải đó. Phó đường chủ. Phó đường chủ, xong xuôi hết rồi, chúng ta lên đường thôi. Ngươi khá lắm. Các vị bang chủ, bây giờ ta có việc quan trọng, phải cáo lui trước. Xin thất lễ. Phó đường chủ, xin dừng bước. Phó đường chủ, Lâm An Thành tình hình rất phức tạp, ở đâu cũng có thám tử đi lại, hành động rất bất tiện. Tại hạ nghĩ phải gọi thêm vài người bảo vệ phó đường chủ vẫn tốt hơn. Không biết là ý phó đường chủ thế nào? Cảm ơn tiền bang chủ. Không cần đâu, tiền bang chủ nói cũng có lý, nên gọi thêm vài người để bảo vệ vẫn tốt hơn. Nghe nói có người có mắt như mù mạo phạm phó đường chủ. Hắc Long bang chúng ta cũng có vài cao thủ, võ nghệ cũng khá lắm. Thanh Long hội cũng có một số cao thủ, chân tay nhanh nhẹn. Các ông ồn ào quá. Phó đường chủ ngang dọc giang hồ, chưa từng gặp qua bất trắc gì. Cho dù gặp phải người không biết trời cao đất rộng, cũng không làm gì phó đường chủ được đâu. Bọn ta cũng chỉ có ý tốt thôi mà. Các vị bang chủ, xin lỗi, thất lễ rồi. Phương tỷ tỷ này, muội cảm thấy lạnh sống lưng quá, có phải có người theo dõi chúng ta không? Ta nói với muội bao nhiêu lần rồi, tối đi ngủ phải đắp chăn thật kỹ. Muội đó, không nghe lời ta. Bị cản đâu phải cảm giác này, để muội xem thử. Nhìn gì vậy? Muội nhìn thế này, không thấy được đâu, đi thôi. Này khách quan, chưa trả tiền đó, tiền để trên bàn kia, đó là tiền nước thôi, còn tiền trà nữa, bớt lắm lời đi, đừng có cản ta. Tiền trà là tiền trà, tiền nước là tiền nước. Ăn uống no nê mà không trả tiền. Sao ngươi không nhìn xem đây là địa bàn của ai? Ngươi có biết ông ta là ai không? Ông ấy là lão tổng của bọn ta, khoái đao tam phân tiền, tên này chắc ngươi nghe qua rồi chứ. Tiền lão tổng, mạo phạm rồi. Khoan đã, để ta xem lại ngươi đã uống gì. Được rồi, coi như ngươi may mắn. Đi đi. Cảm ơn. Có nhiều người đi phố cùng Phương tỷ tỷ, muội thấy náo nhiệt thật đấy. Quý nhân đây rồi. Đại gia, hôm nay là đầy tháng tiểu công tử nhà bọn ta, phiền ngài đặt cho cái tên đi mà. Ta đâu có biết chữ, các người làm gì vậy hả? Vào trong, lối này.
xin cho chút tiền đi. Làm ơn làm phước, đại gia này có vẻ giàu có này, làm ơn cho bọn ta vài đồng, mấy ngày rồi chưa có gì trong bụng. Tránh ra đi. Làm ơn đi mà, cho bọn ta ít tiền, tránh ra. Cao, Cao đại nhân, ngươi làm gì vậy? Tại hạ thất bại, không còn mặt mũi gặp Cao đại nhân. Phim được dịch, thuyết minh. Ta còn nhớ, từ khi ta 17 tuổi đến nay, theo dõi bất cứ người nào, chưa từng bị ai đánh lạc hướng. Có đúng không? Cao đại nhân, ông không biết đó thôi. Hôm nay, trong thành Lâm An, 8 bang 16 hội đều ra tay rồi, cả các bang chủ cũng đích thân đến. Cái gì? 8 bang 16 hội sao? Dù không đến đây toàn bộ, nhưng cũng đến gần đủ rồi. Tất cả đều vì ả ta sao? Vâng, không sai. Gốc gác cũng khá lớn. Rốt cuộc là ai? Đến đây làm gì? Đại ca, cha ơi, triều đình vẫn luôn xem Lương Sơn chúng ta là một mối hiểm họa, phải truy sát từng người một trong chúng ta. Vậy những người truy sát chúng ta đều do Hoàng thượng phái đến sao? Đúng vậy, cha của con bị triều đình định tội, sau khi mất con không được dựng mộ bia. Thật tội nghiệp cho cha con, một anh hùng hào kiệt, đến khi nằm xuống lại phải ở một nơi lạnh lẽo thế này. Con phải nhớ, Hoàng thượng mới chính là người mất hết nhân tính. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của chúng ta. Cha ơi, con nhất định sẽ ghi nhớ mối thù này. Không lấy được mạng hắn, lật đổ ngai vàng của hắn, con thề không làm người. Cha, sẽ có một ngày con sẽ để cho linh vị của cha bước ra ánh sáng. Con sẽ để cho linh vị của cha bước ra ánh sáng. Vụ thảm sát này không phải do ta gây nên, chẳng qua là ta kết thúc nó mà thôi. Ai đó? Tống đại ca, là đệ. Là đệ sao? Sao vậy? Vẻ mặt của huynh không được tốt lắm. Không phải, lúc nãy nghĩ đến cố nhân nên xúc động thôi. Đến tìm ta có việc gì không? Hôm trước có nói với huynh về Vương Biêu và số thuốc nổ đó. Thật ra đệ vẫn không yên tâm, cho nên đệ đến đây hỏi xem Tống đại ca đã điều tra được gì rồi, lại phát hiện gì nữa sao? Không phát hiện gì cả, nhưng mà đệ nghĩ chuyện này đã có người biết rồi. Là ai? Nhạc Phi, Nhạc Nguyên Soái. Nhạc Nguyên Soái tận trung báo quốc, trung nghĩa song toàn. Theo đệ, ông ấy sẽ xét xử công bằng. Xét xử công bằng? Thế nào là xét xử công bằng? Huynh thật không nhìn ra đệ, ngươi cũng là người ham vinh hoa phú quý. Tống đại ca, huynh đừng hiểu lầm, thật sự đệ chỉ. Huynh đã điều tra lai lịch của Vương Biêu rồi. Hắn không liên quan gì đến thuốc nổ. Số thuốc nổ đó do ông chủ cửa tiệm dùng để đánh cá. Đã hiểu chưa? Tống đại ca, huynh hiểu lầm đệ rồi. Huynh, không phải đệ đến hỏi chuyện về Vương Biêu sao? Ta đã nói hết rồi, còn gì hiểu lầm chứ? Tống đại ca, nhưng gì? Không tin ta sao? Được, đi tìm Nhạc Nguyên Soái đến đây đi, rồi bắt hết bọn ta, xét hỏi từng người.
Chẳng qua đệ nghĩ rằng chuyện này có quan hệ rất lớn. Nếu như Tống đại ca đã điều tra rõ ràng thì đệ đây cũng không hỏi gì nữa. Tống đại ca, xin phép thất lễ. Thật ra đệ làm vậy sẽ gây phiền phức cho huynh, nhưng đệ hy vọng huynh có thể hiểu. Dù sao đệ cũng chỉ lo cho an nguy của mọi người, chứ không có ý gì khác. Kim ca, bỏ đi. Những gì huynh nói lúc nãy có chút nóng nảy. Lẽ nào huynh không biết đệ là người như thế nào sao? Đừng trách đại ca nữa. Huynh đừng nói như vậy, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Thật ra người phải được thứ lỗi là đệ mới đúng. Đáng lẽ đệ không nên tùy tiện hành động mà không bàn trước với huynh. Nói không chừng sẽ gây thêm phiền phức cho những người khác. Đúng vậy. Rất may lần này đệ đến gặp Nhạc Nguyên Soái. Nếu như gặp những tên tham quan khác, để triều đình biết được chuyện về thuốc nổ sẽ hủy bỏ tư cách dự thi của chúng ta, vậy không phải chúng ta phí công vô ích rồi sao? Phải. Thật là thiếu suy nghĩ mà. Không sao rồi, về nghỉ ngơi đi. Phó đường chủ, tất cả đều chuẩn bị xong rồi. Xem ra Tần lão tặc cũng rất có uy tín. Con mồi đã xuất hiện. Nhảm nhí, ăn chia 64. Ta cũng làm mà. Ngươi, chia 19 cũng làm mà. Ngươi, đừng cãi nữa. Lát nữa nghe hiệu lệnh của ta. Con mồi đến rồi. Đại nhân cẩn thận, bảo vệ xe ngựa. Lên. Đi thôi. Đi thôi. Huynh đệ, ráng chịu nha. Dặn họ chăm sóc cho các huynh đệ bị thương đi. Dừng lại. Phó đường chủ. Đây. Mời. Mở ra đi. Vâng. Thế nào? Trên xe toàn là đá. Cái gì? Lão tặc Tần cuối này dám bày kế lừa ta. Vô pháp vô thiên. Đúng là vô pháp vô thiên. Ngay cả quân lương của triều đình cũng dám cướp, chẳng ra thể thống gì. Dương Lâm này thật to gan. Không chỉ tụ tập làm cướp ở Động Đình Hồ, bây giờ còn dám mạo phạm triều đình. Khanh chắc chắn là do Dương Lâm làm phải không? Thần đã điều tra, đúng là Dương Lâm. Chắc hắn ta điên rồi. Có dã tâm như vậy. Thần nghĩ hắn không hề điên, mà là mơ mộng hảo huyền. Dương Lâm cướp quân lương, một là tăng thêm thế lực, hai là cướp lương để kích sĩ khí binh lính. Một mũi tên trúng hai con nhạn, xem ra ý đồ không đơn giản. Ngọn thương cứ hướng về Giang Sơn Đại Tống. Ý người muốn nói là Dương Lâm muốn tạo phản. Hoàng thượng thánh minh, Dương Lâm là đệ nhất mãnh tướng của phản tặc Phương Lạp. Sau khi Tống Giang và Phương Lạp bị dẹp yên, Dương Lâm trong giới Lục Lâm uy danh rất cao. Nhiều năm gần đây hắn ở vùng Động Đình Hồ chiêu binh mãi mã, dự trữ lương thảo, hoạt động rầm rộ. Hoàng thượng nên sớm đưa ra quyết định,
nhân lúc hắn chưa đủ lông đủ cánh, diệt cỏ tận gốc. Nếu không, sau này nhất định sẽ thành đại họa cho triều đình. Ý của Khanh, muốn đem binh vây đánh sao? Hoàng thượng nói rất đúng. Ta nói đúng gì chứ? Những điều này đều do Khanh nghĩ ra. Thần không dám. Khanh nói chậm nghe đi. Khanh cảm thấy chuyện này cần phải xử trí thế nào? Bẩm Hoàng thượng, tiêu diệt Dương Lâm là chuyện cấp bách trước mắt. Nếu Hoàng thượng chấp thuận, thần xin điều mấy vạn binh lính đích thân đến Động Đình Hồ, quyết tiêu diệt tận gốc Dương Lâm. Tần Khanh ra, Khanh muốn dẫn binh. Thần muốn tiêu diệt thổ phỉ, nguyện vì thánh thượng, là một số việc. Trẫm cảm thấy Khanh cứ muốn dẫn binh, thần một lòng trung thành. Trẫm biết là Khanh trung thành, nhưng việc để Khanh dẫn binh diệt thổ phỉ, trẫm vẫn phải nghe ý kiến của Nhạc Nguyên Soái. Hoàng thượng, cắt cổ gà không cần ra mổ bò, chuyện tiêu diệt Dương Lâm là chuyện nhỏ thôi, không cần Nhạc Nguyên Soái đích thân ra tay. Hơn nữa, thần nghe được quần thần nói rằng, danh tiếng Nhạc Nguyên Soái tuy lớn, thật ra là trí lớn tài mọn, bản lãnh không nhiều. Câu này là ai nói vậy? Chuyện này chỉ là quần thần bàn luận. Quần thần là ai? Tại sao trẫm chưa từng thấy qua quần thần này? Hôm nào Khanh đưa hắn đến đây để trẫm nghe hắn bàn luận thế nào? Chuyện này Khanh nghe kỹ trẫm nói đây. Đối với trẫm, Nhạc Nguyên Soái là một tướng tài, trẫm rất coi trọng. Còn Khanh thì lo chuyện trận đá bóng, còn Nhạc Nguyên Soái sẽ lo chuyện diệt thổ phỉ. Hai việc này đối với trẫm mà nói vô cùng quan trọng, phải làm cho thật tốt. Khanh rõ chưa? Thần đã rõ. Lui xuống đi. Đa tạ Hoàng thượng. Hạ thần cáo lui. Phó đường chủ, lão tặc Tần Cối điêu ngoa xảo quyệt, hôm nay hắn ngang nhiên nghĩ ra mưu hèn kế bẩn hãm hại chúng ta. Tại hạ nghĩ hắn nhất định đã sớm phòng bị. Đúng vậy, nói không chừng không lấy được mạng hắn, ngược lại còn hại đến chúng ta. Ta không nói phải lấy mạng Tần Cối, ta chỉ muốn hắn đem hết bạc ra đây. Phó đường chủ, những người như Tần Cối dù có đánh hắn cũng không chịu ói ra đâu. Ta sẽ có cách khiến hắn phải ói ra. Phó đường chủ, nếu bây giờ chúng ta đi cướp Tần Cối, vậy chuyện sống còn của các huynh đệ cũng không tránh khỏi được. Chúng ta đấu tranh vì lẽ công bằng, có khó mấy cũng không từ. Nhưng nếu ta làm lớn chuyện, nếu triều đình đem binh tiến vào Động Đình Hồ, chúng ta chưa sẵn sàng về mọi mặt, vậy chẳng phải làm hỏng kế hoạch của Dương tổng đường chủ sao? Phương tỷ tỷ, muội thấy họ nói cũng có lý đấy. Ta thấy các người hồ đồ quá rồi. Chúng ta đã dám cướp quân lương, còn sợ triều đình đối phó chúng ta sao? Đừng nói nhiều nữa, thời gian không còn nhiều, mau theo ta. Đi lấy mạng lão tặc đó, để hắn trở tay không kịp. Phó đường chủ, chuyện xảy ra đột ngột, chúng ta tốt hơn về bàn bạc với Dương tổng đường chủ trước đã. Còn bàn bạc gì nữa? Không lẽ người muốn ta đem tất cả số đá này về Động Đình Hồ, để ông ta biến nó thành vàng bạc sao? Đủ rồi, các ngươi đừng chờ tổng đường chủ nữa. Ngoài chiến trường quân lệnh có thể không tuân, vì ta đã nhận hành động lần này, ta toàn quyền thay mặt tổng đường chủ. Lời nói của ta chính là lời của tổng đường chủ. Tiểu Quyên, chúng ta đi. Tiểu Quyên đâu? Lại chạy đi đâu rồi? Huynh đang làm gì vậy? Huynh vừa nhìn thấy trong đống đá này, Huynh thấy có một viên đá rất là dễ thương. Huynh đang tìm nó để tặng cho muội. Từ khi nào mà Huynh làm mấy chuyện ngốc nghếch vậy? Không phải muội đã nói rồi sao? Một người đàn ông phải làm mấy chuyện ngốc nghếch mới được gọi là đáng yêu. Đừng có ngốc nữa, nhanh chóng về Động Đình Hồ tìm tổng đường chủ khuyên Phương tỷ tỷ đi. Người phụ trách bên kia, nhìn cái gì chứ? Tránh ra coi. Làm gì vậy? Quân gia, ta muốn vào trong xem thử. Ngươi tưởng là nhà của ngươi sao? Muốn vào là vào, tránh ra chỗ khác. Quân gia, ta là đội viên của đội bóng Hồng Tụ Thư Viện, mai sẽ phải thi đấu rồi, ta muốn vào trong xem thử trước. Xin quân gia thông cảm cho. Ngươi là đội viên của đội đá bóng hả? Sân bóng đã được xem từ lâu rồi. Xem cái gì mà xem? Lén là lén lút, đi ra chỗ khác. Ngài đừng hiểu lầm. Hiểu lầm sao? Tránh ra. Kim ca huynh đệ, cha ta bảo ngươi qua đó. Mai phải thi đấu rồi, hèn chi ngươi hồi hộp như vậy. Coi bộ ngươi cũng rất muốn được thắng. Đây là trận chung kết rồi, mọi người đã tốn nhiều công sức như vậy, còn đổ không ít mồ hôi nữa mới vào được trận chung kết, ai mà không muốn thắng chứ? Ngươi rất quan tâm đến thắng thua của trận này sao? Ngay cả hoàng thượng cũng đích thân đến xem. Ngài nói những người đá bóng như chúng tôi sao lại không để ý đến chuyện thắng thua được?
Ngươi nói rất đúng. Ngay cả hoàng thượng cũng rất coi trọng trận đấu này. Với bách tính, sao lại không hồi hộp được chứ? Nhạc nguyên soái, có phải ngài cảm thấy hoàng thượng không nên làm như vậy phải không? Hoàng thượng, không thể nói là nên làm hay không nên làm. Tuổi của ngươi còn nhỏ, có lẽ có những chuyện ngươi không thể hiểu được. Nhưng ta tin rằng, trong tương lai ngươi sẽ hiểu thôi. Phim được dịch, thuyết minh và lồng ngày mai, tại phim TV. Hoàng thượng sẽ ngồi ở đây, thưởng thức trận đấu của các ngươi. Mỗi một cử chỉ của các ngươi đều sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của hoàng thượng. Nhưng mà phân nửa Giang Sơn vẫn còn trong tay Đức Kim. Hai vị vương gia của chúng ta vẫn còn bị giam cầm ở trong ngục tù của họ. Hôm qua có tin chuyển về. Đại tản quan thất thủ, Lý Kim Minh dẫn theo 53.000 quân đầu hàng quân Kim. Nhưng mà vua của chúng ta còn ngồi ở đây xem thi đấu, muốn cùng vui với dân. Nhạc nguyên soái, nếu tình hình ác liệt như vậy, sao hoàng thượng lại không phát binh để nhanh chóng có được Trung Nguyên? Câu nói này ngươi không được hỏi đến. Mình là con, mình là thần, chỉ cần hiếu thảo, trung thành là được. Nhưng mà nhà không trông được, nước không giữ được, còn được gọi là hiếu với cha mẹ, trung với nước sao? Trước đây tại hạ chỉ ao ước được sống vui vẻ. Chưa từng có ai nói với tại hạ những chuyện như vậy, những lời như vậy. Hình như ta nói hơi nhiều rồi. Có lẽ người cũng không thể hiểu được đâu. Được rồi, ngày mai ngươi vẫn còn một trận thi đấu cuối cùng. Ngươi về nhà nghỉ ngơi đi, hôm sau mình nói tiếp. Nhạc nguyên soái, tại hạ xin cáo từ. Qua kia. Kiểm tra kỹ lưỡng, tuyệt đối không được bỏ qua chi tiết nào. Vâng. Đi thôi. Qua kia. Người tiếp theo. Tống đại ca, họ kiểm tra nghiêm ngặt như vậy, chúng ta làm sao đem quả bóng này vào? Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Tóm lại có núi qua núi, có sông vượt sông. Vâng. Tránh ra, mọi người tránh ra nào. Tránh ra, mọi người tránh ra. Kim ca, đệ bưng dùng ta đi. Được thôi. Huynh bưng nổi không? Không nổi thì kêu Lý Đại Bổn Sự bưng đi. Đúng đó, đệ khỏe như vậy, làm những chuyện này thích hợp nhất đấy. Lát nữa thi đấu, còn phải nhờ cặp chân của huynh đó. Không sao đâu, ta bưng được mà. Không ngờ ra mặt của một người nào đó càng ngày càng dày. Được rồi hai người, thời gian không còn sớm nữa, mau vào trong đi. Đi thôi. Ngươi dẫn theo vài người, khám xét kỹ càng đám người bên kia. Vâng. Đứng lại. Kiểm tra, kiểm tra cái gì chứ? Sao không cho chúng tôi vào trong? Kiểm tra gì chứ? Chúng tôi đến đây thi đấu, còn phải thay quần áo nữa đó. Đừng nói nhiều nữa, kiểm tra họ cho ta. Kiểm tra cái gì chứ? Coi chúng ta là thích khách hả? Kim ca cố lên. Hồng tụ thắng chắc. Kim ca cố lên. Các huynh đệ cố lên. Các ngươi ở đây làm gì vậy? Ngươi nói coi. Đồ ngốc. Chúng tôi đến đây để cổ vũ họ. Ngươi bị mù sao? Không kịp thi đấu thì ai chịu trách nhiệm chứ? Ta chịu trách nhiệm. Ta muốn kiểm tra bóng của mấy người. Một đống bóng có gì để kiểm tra chứ? Thời buổi này, người làm quan đúng là nhiều chuyện mà. Ta thấy, các người làm mất thời gian của chúng tôi. Không cho chúng tôi luyện tập, để cho huynh đệ của các người được thắng chứ gì. Cứ cho họ kiểm tra đi. Ngươi, ngươi đem số bóng đó qua đây. Vâng. Có chất nổ, ở đây có chất nổ, có chất nổ. Phim được cái gì? Minh có chất nổ hả? Phim TV. Cha cẩn thận.
mọi người chạy mau. Ta không có chất nổ, không có chất nổ. Không có chất nổ sao? Vậy đây là cái gì? Đây là bột mì. Bột mì thôi mà, là bột mì đây. Ngài xem đi, vừa rồi ta nói là bột mì mà, không phải chất nổ gì hết. Người cút. Vân Nhi, con qua đó mời Kim Ca qua đây, cha có chuyện muốn nói với hắn ta. Dạ vâng. Cao đại nhân, nguyên soái muốn mời Kim Ca qua đó một chút. Nhạc nguyên soái, người có thể chờ ta một lát được không? Cao đại nhân, hoàng thượng sắp giáng lâm rồi, ngài xem có được không? Thả người. Vào trong đi. Nguyên soái đại nhân, sao rồi? Không sao chứ? Các người có quen biết Cao đại nhân trong lục phiến môn kia sao? Chỉ là có chút hiểu lầm thôi. Thảo nào. Nếu đã đến rồi thì cố gắng thi đấu cho thật tốt, để cho hoàng thượng thưởng thức.